Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là 25 Tết. Người ta cũng đã đi Tết, đi biếu, đi xén thế này thế kia. Thì trước khi chia sẻ với anh chị em bài này, thì có bảo vệ nói: thưa cha, ngoài có mấy người tìm cha. Nói: đâu vậy? Con không biết mà có ba bà. Thì tôi đi ra cổng gặp ba bà. Thì trong đó có ba người mà lại ba trường phái khác nhau. Người ấy thì nói: là chị ở đâu vậy? Dạ thưa, con là người mới được rửa tội, là tân tòng. Rồi một người ấy thì nói là: thưa cha, con là người giữ tòng, con đang học đạo. Còn một người ấy thì nói là: thưa cha, con là người mới trở lại đạo, một người mới theo đạo, một người đang học đạo và một người trở lại đạo vì đã bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi. Ba bà đến, bà thì cho nải chuối, bà thì cho hai trái bưởi, bà thì cho cái gì mấy trái quýt, trái tắc gì đó, rất là dễ thương. Thưa anh chị em, hình ảnh mà một người bỏ đạo trở lại đạo, một người đang là học đạo và một người mới được rửa tội để theo đạo, thì giống như là ba vua đi tìm Chúa Giêsu để dâng lễ vật. Tôi nghĩ bụng tôi bảo là hết lễ ba vua rồi mà sao mà hôm nay còn có ba vua nữ đi tìm hài như Giê-xu-sa-lâm thế này dâng lễ vật thế này. Và món quà mà tôi gửi lại cho họ làm họ hết sức bất ngờ, đó là cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Nói: Giê-xu, mấy hôm nay con nghe cha giảng gì Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa mà con tìm mãi không ra. Đây là cuốn sách mà chúng con mong ước từ lâu rồi. Vì được cái này thì mất cái kia. Được cuốn mà có Kinh Mân Côi ấy, thì không có chuỗi lòng thương xót. Được cuốn sách có chuỗi lòng thương xót ấy, thì lại không có chuỗi Mân Côi. Mà con thì chả biết đứa thì đang học đạo, đứa mới theo đạo, đứa bỏ đạo, có thuộc kinh nào đâu. Cho nên là giờ muốn lần cả hai chuỗi thì phải cầm hai tay hai cuốn sách, nó lôi thôi quá. Cho nên là con cứ đi tìm mãi, mong ước mãi, cuối cùng cầu được ước thấy, tặng mỗi người một cuốn. Rồi có chị thì nói: thưa cha, nếu vậy thì cha cho con thêm cái máy lòng thương xót Chúa, vì con bỏ đạo lâu quá giờ con muốn nghe lại. Sao mà chị quay lại đạo, chẳng giấu gì, vì có người tặng con cái máy mà con nghe, rồi nhờ đó con mới quay lại với Chúa. Giờ con quý quá, con muốn gửi lại chị cái máy mới để cảm ơn chị, nhờ đó mà con mới quay về. Còn chị đang học đạo thì cũng nhờ cái máy này mà con mới biết. Rồi chị mới rửa tội thì con nghe hổm giờ là gần năm rưỡi cha rồi mới học đạo ấy cha. Không có ai vì lý do hôn nhân, hôn phối hay là gì cả. Nhưng mà hoàn toàn là những người khao khát lòng thương xót Chúa, họ đến họ gặp. Đó là niềm vui những ngày cuối năm xin được chia sẻ với anh chị em. Vui không? Vui không? Hallelujah! Hallelujah! Vâng, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì những món quà cuối năm thật là tuyệt vời. Của một người bỏ đạo, của một người tìm đạo, của một người mới trở lại đạo, biết đạo, vân vân. Thì trong những ngày tĩnh tâm này, có nhiều gia đình nói con đang lục đục quá, cuối năm buồn quá, chồng tự nhiên thì ông bỏ đi đâu mất tiêu. Hỏi ông đi đâu, ông bảo ông muốn đi lập nghiệp. Nên 60 rồi đi lập nghiệp cái gì nữa. Hỏi ra thì
là mấy đứa con nó kêu là có bãi giữ xe, giờ để bố đến bố quản lý bố coi xe. Ông ấy chắc là ông tự buồn hay tự ái gì đó, giống như là giờ này tao phải đi làm. Vậy nên ông đi cũng lập nghiệp, ông đến với bảo vệ chắc là ông đi theo cô nào phải không, bảo không, như vậy thì chết. Bảo vì chứ ông đi đâu, bảo ông đi theo cái thằng kia, thằng nào, thằng bạn của ông ấy, bạn nó mở công ty, nó mời ông đến để hai người chung nhau làm. Mà hôm giờ là 8 tháng rồi chưa về. Bảo nếu mà ông đi với con nào mới sợ ấy, hoặc ông chích xì ke ma túy mới sợ ấy. Còn ông đi lập nghiệp mà 60 mà ông sống tự lập được thì càng tốt chứ. Bảo người con cứ giấu giếm, con không dám nói, sợ con cái nó buồn. Bảo cứ nói thẳng với con cái đi, giấu làm cái gì. Bảo bây giờ bố thấy là bố đi ra ngoài bố làm ăn để bố không thành gánh nặng cho vợ con, mừng chứ, phải không, mừng chứ. Thực sự là đàn ông, nói thật với anh chị em, đàn ông con trai chúng tôi thì cũng tự ái ghê lắm. Nhất là mình mà trở thành gánh nặng cho vợ con là chịu không nổi. Mình chịu cực được, nhưng mà mình thấy rằng mình là gánh nặng cho vợ con thì đó là cái đau hơn là cái nỗi đau của những người mà đói khát nghèo khổ. Cái đau tinh thần. Cho nên chị đừng có buồn. Con buồn lắm, tình nghĩa vợ chồng. Con là đi ra khỏi nhà thì không được, một đi không trở lại. Hỏi chị làm vậy, chị đẩy anh đi luôn rồi. Anh đi như vậy thì lại đi tìm một cái người nào đó an, nhẹ nhàng. Vậy là chị mất toi chồng. Chị bảo, anh à, lúc nào em cũng chờ anh, ngày nào em cũng chờ anh. Giống như là người vợ đó, mà cầm cái đèn dầu đó, mà lúc nào em cũng ở cửa, cũng đèn tắt như vậy thì chồng biết đâu nó quay về. Chị phải bất đèn lên. Thì cha đèn nó không có dầu, đèn này không cần gì dầu. Rồi nó lên. Thì giờ chị cứ cầm đèn này nè, lúc nào anh thấy cửa sổ nha, em có đèn là anh cứ về. Hết dầu là em châm, hết dầu là em châm. Để anh thấy rằng là em vẫn chờ anh chứ. Thì may ra chồng ấy về. Mà cứ nói thẳng với con cháu, bảo không giờ con giấu quá, không dám nói. Giấu cái gì mà giấu, có phải đi vợ con rọ con kia đâu mà chị giấu, con đi lập nghiệp mà. Bao giờ con lập nghiệp gì được chứ. Đàn ông con trai chúng tôi lúc nào cũng phải công danh sự nghiệp là chính. Còn phụ nữ thì chỉ có chồng có con thôi, là hết rồi, không cần gì nữa. Nhưng mà đàn ông con trai, vợ con, mình phải lập công danh sự nghiệp để không có lệ thuộc vào vợ con. Giờ nó đi làm lệ thuộc cho đứa con đi coi xe cho bố thì sao? Bố đi coi xe cho con, sao nó chịu được, ông chịu được. Cho nên bây giờ chị tặng ông, gửi cho ông cuốn sách. Bảo vâng, trao cho ông cuốn sách, cứ gửi cho ông để ông lần chuỗi. Chứ ông khổ lắm, bảo thì chặn thì tặng cho ông đi. Cứ gửi cho ông đi và viết vài chữ đi. Anh yêu, ồ, Giê-xu già, thì yêu yêu gì. Thì không yêu thì ông đi kiếm đứa khác, ông yêu, đáng chịu. Anh, vợ anh nói gọi, nói là anh yêu anh thích không? Hay là ông yêu anh thích? Anh yêu, trời ơi, tự nhiên mình phấn khởi lên chứ. Cho nên nhiều khi chúng ta, hôm nay mình tĩnh tâm, mình suy nghĩ lại rồi. Và trong mối tương quan, giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, trong nhà thôi đã. Cái đèn tình yêu, đèn lòng thương xót nó còn dầu hay không? Mà nếu không chạy bằng dầu thì cũng phải bằng pin hay cục sạc. Cùng pin hay cục sạc chứ. Vì có những cái đèn pin mà nó hết pin thì nó không sáng được. Nó hết pin thì nó không có sáng được nữa. Chứ đâu phải là cái đèn nào nó cũng sáng đâu. Đó, nó không có pin thì làm sao nó sáng. Nên chị em thấy rõ ràng chứ. Bảo thưa cha, cái đèn nào cũng vậy. Bảo làm gì có của. Có những cái đèn mà giống như vậy mà nó không sáng. Ủa, ảo thuật, thêm cái đèn nữa. Bảo cái đèn, hai cái đèn này giống nhau. Không, giống nhau nhưng mà nó khác nhau. Một cái thì nó sáng, cái không sáng. Cái này tôi có cho dầu hay không cho dầu. Trời ơi, chắc bật đến sáng mai nó không lên được. Mà sao vậy? Pin nó hết lâu rồi. Hai cái nó khác nhau. Thế thì anh chị em thấy rõ ràng là mình tĩnh tâm để mình soi lại coi, hỏi lại coi mối tương quan một năm nay giữa vợ chồng, coi cái đèn nó còn dầu hay hết dầu, dầu lòng thương xót nó còn hay không, cái đèn tình yêu nó còn cháy hay không. Mình quanh năm mình cứ lo vật chất,
Năm vừa rồi là năm khủng hoảng nhất vì Covid mà. Thực sự đối với chúng tôi, đời tu mà trong trung tâm mục vụ mà cũng còn thấy khủng hoảng. Vì không có được đi ra ngoài làm mục vụ, không có được làm lễ, không có được cái gì hết. Và nhiều anh em linh mục trong giáo xứ còn khủng hoảng hơn nữa. Dẫu sao ở đây chúng tôi sáng anh em với nhau, còn 10 anh em, 13 anh em vẫn những lễ được, 3 giờ chiều vẫn cầu nguyện lòng thương xót được. Còn đây, hôm giờ làm việc quen với giáo dân rồi, dâng lễ một mình thì chẳng có làm cái gì khác nữa, khủng hoảng lắm. Rồi vật chất, kinh tế khủng hoảng quá, công việc làm thì không có, mà cứ ra thôi không có vô. Thì anh em nghĩ thế nào? Thì mình coi thử coi, mình quá bận tâm về cái đó rồi. Quá bận tâm rồi, ôi giời ơi, giờ cha còn nói chuyện yêu với đường, lo cái ăn không có, thì yêu với yếc cái gì. Có những người quá lo cái đó. Lúc đi về thì đi, vợ mình đã có người bồ khác rồi. Vì nó không thể chờ đợi mãi được. Không hề tỏ ra cho nó thấy một tí tình yêu nào cả. Đèn lúc nào cũng tắt, tắt lửa lòng như thế này thì làm sao được, thưa anh chị em. Nó một năm vừa rồi đó, mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì Covid nó đến. Rồi cuối cùng cứ lo sức khỏe, cứ lo cơm ăn áo mặc, mà đủ thứ lo cuối cùng. Cái lo nhất là lo coi con đèn dầu tình yêu của hai vợ chồng nó tắt lúc nào không biết, nguội lúc nào không biết. Mà con người ta mà còn sống là còn yêu, không thể sống mà không yêu một ai đó. Bây giờ mình hoặc là người vợ hoặc là người chồng cứ lo về cơm ăn áo mặc, cứ lo về sức khỏe, rồi có người thì cứ lo cho con và vợ. Bây giờ thôi cha ơi, bây giờ con hai vợ chồng có hai đứa con thì đến trai đến gái. Đến gái thì nó bị trầm cảm. Trước thì nó có qua gặp chúng tôi thì nó khỏe đỡ, nhưng mà nó trở về bên Mỹ thì nó lại bị. Rồi vợ thì thương con quá thì cứ lo cho con mà quên mất chồng. Cứ lo cho con mà quên mất chồng. Chồng nói cha gia đình con giờ mất hạnh phúc quá. Bây giờ vợ con suốt ngày nó chỉ cứ có cái đưa lo cho đứa con gái thôi, chẳng hỏi han, chẳng quan tâm gì đến con. Gặp vợ thì bảo thấy cha nuôi mình làm mẹ, mình sinh nó thì phải lo cho nó chứ. Thì đồng ý. Nhưng mà vì quá lo cho đứa con gái đâu mà quên mất chồng. Nói tôi nói chị có mấy đứa, bảo thấy cha con có hai. Trong con trai thì đang học đại học không thành vấn đề, anh nó khỏe. Còn con em thì nó như vậy con phải lo. Và không, chị có ba đứa. Cha nói sao vậy, cha đừng có đổ vạ on, đổ vạ con, không có lung tung linh tinh đâu mà có đứa con rơi con rớt nào đâu mà ba. Mà nhà chị có ba mà chị không cãi, chị cãi vào đâu nữa, còn thằng con trai nữa. Mà chị bỏ rơi nó, chị cũng có lo lắng gì cho nó, bây giờ nó đang buồn, đang than này, bảo thằng nào, thằng chồng chị chứ ai. Thằng chồng mình, thằng con trai đó, quan tâm, đến lúc mà đến mức độ ông chồng phải ghen với đứa con gái mà. Cha coi cái này, nó suốt ngày nó lo cho con gái không à. Con gái không là con của ông à? Thì nó cũng là con của bà, con của tôi. Nhưng mà còn tôi đây nữa nữa mà. Rồi gặp bà nói, cha ơi, thì con phải lo cho con được không có giờ, không có sức thì còn giờ đâu mà làm gì khác. Thì ngọn đèn nó tắt mất rồi. Chả nhẽ nói nhất bên trọng, nhất bên khinh. Chỉ lo cho con mà quên lo cho chồng. Anh chị em thấy không? Cho nên hôm nay mình tĩnh tâm, anh chị mình soi qua lại coi. Ngày đầu chúng ta nói về dọn dẹp nhà cửa. Ngày thứ hai chúng ta nói dọn dẹp về cái tâm hồn của mình. Mà trong đó mình để ý đến cái chuyện mà những cái lời nói của mình để gây ra những sự bất hòa chia rẽ. Hôm nay ngày thứ ba trong tuần thính tâm Tết, coi lại coi tình yêu, ngọn đèn, lòng thương xót giữa vợ chồng nó còn cháy sáng hay nó tắt mất rồi. Rồi giữa mối tương quan của cha mẹ với con cái nữa. Có nhiều gia đình ly dị vì Covid. Tại sao? Vì ở chung với nhau. Bảo trước thì không ở chung, dạ trước cũng có ở chung nhưng mà không có 24/24 cha. Trước là chồng con đi làm, con ở nhà thôi, tối chiều về cơm nước xong rồi đọc kinh sách rồi ngủ, sáng nay đi làm. Cả ngày không gặp nhau. Mà thấy vậy nó là êm.
Còn giờ sao? Thì giờ thì làm ở nhà online, con cũng bán online, chồng con cũng làm online, hai người online. Mà không có, trước thì là cả ngày không gặp nhau, thấy còn nhớ nhớ. Còn bây giờ ngày nào cũng gặp nhau thấy chán. Đi ra đi vô gặp nhau suốt. Bây giờ mới thấy rõ bộ mặt thật của nhau. Bộ hôm giờ không thấy, và có thấy mà thấy mờ mờ. Bộ mờ ngon ngon. Có nhiều thứ quá rõ rồi. Và đôi khi thấy cái gương mà nó quá rõ, mình thấy tôi sao gương cứ bỗng giật mình, sao mình già dữ người ta. Bảo tại cha mới thay gương. Thì ra thay gương mình nhìn thấy rõ, thì thấy khuôn mặt mình đổi núi nó rõ lắm thưa anh chị em. Còn cái gương cũ đó, mới thấy những mới nhìn vui thấy rõ quá. Thì thưa anh chị em, khi mình sống chung với nhau mới khám phá ra, một là để mà yêu nhau nhiều hơn, hai là thấy rõ nhau bộ mặt thật của nhau quá thì đâm ra là cãi nhau, lườm nhau, có khi ăn cơm không thèm nói chuyện với nhau. Nghĩ đã cũng gặp. Rồi những đứa con với bố mẹ cũng khủng hoảng luôn. Những đứa trẻ mà nó ngày thường nó đi chơi với bạn bè nó đi học hoặc nó đi làm, còn bây giờ ở nhà lúc nào cũng gặp bố gặp mẹ, bố cứ như là công an cảnh sát canh suốt ngày 24/24. Làm bài chưa, quét nhà chưa, dọn dẹp chưa, lau đọc kinh chưa, lúc nào cũng chưa, con nó chịu không nổi luôn. Và nhiều gia đình ra tòa vì lý do là vì Covid mà gia đình ly dị, thôi chúng ta không thể ở chung với nhau được. Bây giờ thì rõ ràng dứt khoát, đừng ai nấy đi, chia đôi. Con cái cũng vậy. Thì thưa anh chị em, chúng ta tĩnh tâm. Tết ngày hôm nay một ngày thứ ba, thì mình nhìn lại coi là cái ngọn đèn ở trong tôi, ngọn đèn dầu lòng thương xót ở trong tôi, nó còn hay không. Điều mà Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng là chẳng lẽ mang đèn tới để dưới cái thùng hay dưới gầm giường hay dưới gầm bàn? Anh em thấy gì không? Thấy gì không ạ? Có thấy gì không? Đức cha không. Ôi hay, tôi cầm cái đèn mà xong thấy. Đức cha xin lỗi cha. Cha chắc cha quên, cha để cái đèn dưới gầm bàn con đâu có thấy. Không có ai mà để đó, phải để trên đế. Để soi sáng cho cả nhà. Cái ngọn đèn mình đâu có cất giấu được. Để trên đế để soi sáng cho mọi người, vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ. Chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Không có gì che giấu mà không được tỏ lộ. Không có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Cho nên trong gia đình với nhau, vợ chồng đôi khi giấu nhau. Mà tôi thấy có những người vợ rất là tội nghiệp. Thưa cha cầu nguyện cho con. Bảo chuyện gì thế? Bảo là con bị vỡ nợ. Bảo vỡ nợ sao? Thì hôm giờ Covid đó, gia đình khó khăn quá. Mà con mới mua bán online. Rồi bán online rồi thì con không bàn với chồng. Giấu chồng. Vì nó bẻ nợ ra. Vì con lo quá, chồng mà con biết thì chắc chồng con giết con. Thưa chị em, có rất nhiều người khổ vì cái tội giấu chồng mà làm kinh tế, không bàn với chồng. Rồi cuối cùng xảy ra thì chồng chỉ có trách thôi. Bà không nói với tôi một tiếng, em không bàn với anh một câu. Bây giờ như vậy thì sao bây giờ? Có những người chồng mà thông cảm, hiểu thì còn đỡ. Gặp người chồng mà không thông cảm, không hiểu, chỉ có trách móc. Thì người đàn bà, người vợ đó rất là tội nghiệp. Em đâu có muốn, em chỉ muốn là đỡ gánh nặng cho anh thôi. Em chỉ muốn là gia đình mình nó đỡ khó khăn đi thôi, chứ em đâu có gì. Nhưng mà mỗi tội là không bàn với chồng, giấu chồng. Vì thế mà không có gì che giấu mà không được tỏ lộ. Không có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Trong tương quan giữa vợ chồng với nhau, thì trong câu chuyện làm công chuyện làm ăn, bàn bạc với nhau. Trong chuyện giáo dục con cái cũng bàn với nhau thử coi. Bây giờ em thấy đứa con gái nó như vậy đó, anh thấy làm sao? Chuyện mà vợ chồng lúc nãy đó, bây giờ hai vợ chồng không còn mặn mà mặn nồng nữa đó. Thì tại sao người vợ mình lo cho con, đứa con gái của mình sao không bàn với chồng? Thế không ạ?
vừa đỡ gánh nặng cho mình mà chồng còn hiểu mình, còn chia sẻ gánh nặng cho mình. À, rồi bây giờ em đi nghỉ đi để anh chăm nó con cho. Cứ một mình chăm, cứ một mình lo, không có bàn với chồng. Rồi đừng nghĩ chồng bảo con đâu biết giúp gì đâu, tại vì vợ có nói gì con đâu. Hỏi thăm thì anh cứ em đang bận chăm cho con, cứ hỏi thì nói như thế. Tại sao không bàn bạc với nhau? Hay là người chồng chẳng hạn, mình có khó khăn trong công ty hay gì đó, về chia sẻ với vợ. Hoặc là mình đang bị cô thư ký, cô ấy cám dỗ. Anh có dám nói vợ không? Vì xù nó cấu chết. Nó cấu chết. Nếu người vợ hiểu như vậy, thì người giúp người chồng thoát được cái cơn cám dỗ đó. Còn nếu mà mình mà cấu với xe với cắn thì nó bảo đấy, nói nó cấu chết thì nó không nói, thì nó tiếp tục đi thôi. Thế không? Còn nếu mà họ hiểu rằng là vợ mình là một người cũng có ghen nhưng mà còn lý trí chứ không phải sống theo cảm xúc tình cảm. Cho nên em mà thực sự vì anh cũng hơi khó. Làm việc chung con nhỏ đó nó theo quá. Hoặc là cái này còn cấu hơn. Làm chung với con nhỏ mà anh theo nó quá. Ráng nghiến răng mà để cho nó cấu mấy cái rồi mà thoát. Thì hai vợ chồng giúp nhau như vậy. Thì rồi để mai anh chở em đến công ty. Thì khi mà dám giới thiệu đây là vợ anh thì cô thư ký không dám theo nữa. Thấy không? Hoặc là mình dám can đảm đưa người vợ mình đến thì mình sẽ không còn cái mê say chạy theo cái con thư ký đó nữa. Thí dụ như thế, có những cái cách mà ta gọi là thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Cho nên chúng ta cầu nguyện để những ngày cuối năm này mình ngồi mình soi lại coi tương quan giữa vợ chồng với nhau. Đó là cái điều mà có lẽ đi tĩnh tâm chúng ta ít khi mà nghe nói tới chuyện đó. Thường mình nghĩ là mình tĩnh tâm là lạy Chúa, con có gì lỗi với Chúa không, con có gì không với Chúa, với Chúa, với Chúa, với Chúa. Chứ bảo về nói chuyện với chồng mày, không có nói chuyện với tao nữa. Mày nói tao mãi tao chán lắm rồi. Mày cứ vương vương dạ dạ xong mày để đấy. Cứ gợi khen lòng thương xót, khen xót về thương xót chồng đi. Nếu con thương xót ta thật thì hãy tỏ lòng thương xót với chồng con. Nếu con muốn đón nhận lòng thương xót của ta đích thật thì hãy về tỏ lòng thương xót với vợ con. Thì già con lần chuỗi lòng thương xót thì được. Lần mấy chuỗi cũng được. Mà cha bảo con về con nói chuyện với vợ con khó lắm. Đấy ra. Mày đến với Chúa thì dễ. Vì Chúa có giận có hờn gì đâu. Có ghen có tức gì đâu. Nó sao ông đứng cũng đứng yên trên thập giá à. Vẫn cứ để hai tay treo đó à. Tha thứ à. Nhưng về tha thứ cho vợ mình. Mối tương quan cái đèn nó tắt rồi. Bây giờ phải thắp lên. Bằng sự tha thứ, bằng sự cảm thông. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tĩnh tâm lòng thương xót Chúa. Nhưng mà về thương xót vợ hay thương xót chồng mình có làm được hay không? Đó là cái mà mỗi người ngày hôm nay cầu xin Chúa cho mình làm được điều đó. Vì hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn nhiều hơn nữa. Nếu mình đong cho chồng mình cái đấu của sự ghen tị, ghen tức, bực bỏ khó chịu thì mình sẽ cũng bị đong lại. Ngược lại nếu mình đong bằng đấu xót thương, bằng đấu cảm thông, bằng đấu tha thứ thì mình cũng sẽ được đong lại bằng đấu xót thương, cảm thông và tha thứ. Nhớ cái điều đó, nhớ rất kỹ điều đó. Đong đấu nào thì được đong lại hoặc bị đong lại bằng đấu đó. Không chạy đâu mà thoát đâu. Không đời này thì đời sau. Đừng có nghĩ rằng tôi làm đâu có ai biết. Có trời biết, đất biết và anh biết. Tôi không biết, nhưng mà anh biết không? Anh làm gì không anh không biết. Có những ông quan tham ra tòa, nhưng tôi không biết. Sao không biết được? Ông làm tổng giám đốc, ông làm thứ trưởng y tế mà ông không biết à? Nói gì vậy? Ông làm giám đốc bệnh viện mà ông không biết à? Giám đốc bệnh viện mà nhân viên nó đưa mấy thằng xì ke ma túy vô rồi ăn nhậu trong bệnh viện mình bảo không biết. Nghĩa là sao? Mà ở đó cả tháng trời bảo không biết là sao?
Cho nên đừng có nghĩ rằng là tôi làm, tôi nói cái này là trong bí mật không ai biết. Mình là người quang minh chính đại, chẳng có gì phải giấu hết. Và thưa cha, không có phải giấu. Tôi có gì tôi nói rõ, thẳng, thật. Chẳng có gì tôi sợ. Sợ cái gì mà sợ? Có gì rồi phải giấu. Ra gặp chính quyền cha phải cẩn thận. Thì nói này, có gì mà sợ, có gì phải cẩn thận. Mình có ăn trộm ăn cắp gì đâu. Mình đi loan báo tin mừng mà. Mình đi thực hành lòng thương xót mà. Tôi nói thẳng với mấy anh em đó. Đây là tôi, có việc tôi làm đây. Điều tôi giảng là giảng trực tiếp đây nè. Không online nhưng mà là trực tiếp đây này. Đó. Nếu muốn thu thì thu từ đầu đến cuối. Đừng cắt xén gì hết. Vì tôi cũng thu. Có gì đâu mà tôi sợ. Sợ cái gì? Phải rao giảng lên mấy nhà mà. Lòng thương xót Chúa không có phải gì mà giấu hay mà sợ gì hết. Cha đừng nói bây giờ vì cha nói lòng thương xót Chúa cho nên là bị chủ dập, bị thì ghen ghét, bị thế này thế khác. Nếu không nói về lòng thương xót Chúa, tôi nói cái gì đây? Hả? Tôi không có gì khác ngoài lòng thương xót hết. Mà nếu có vì rao giảng lòng thương xót Chúa mà chết thì tôi cũng vui vẻ tạ ơn Chúa. Đó là cái ân huệ. Dứt khoát như vậy thưa anh chị em, phải lướt lên mấy nhà. Vì thế mà những cái máy này, sách này, là những cái phương tiện để đem lòng thương xót Chúa lan tỏa cho mọi người. Như cái đèn này phải đặt trên giá để soi sáng cho mọi người. Ngọn đèn lòng thương xót Chúa phải đặt trên giá để soi sáng cho mọi người thấy. Giấu cái gì mà giấu, sợ cái gì mà sợ. Có những người lén lén lút lút rồi cứ sầm xì. Rồi cha cẩn thận đi, có cái gì đâu mà phải lo, có gì đâu mà phải sợ. Nên tin trời có chuyện rồi, nó nói nào, nó nói gì thì kệ nó. Bận tâm làm cái gì đó, lắng cái chuyện gì chuyện đó. Mình làm quang minh chính đại mà sợ cái gì? Hơi tí thì sợ người ta nói, hơi tí thì sợ người ta hù dọa thế này thế kia. Sợ mất danh dự. Tôi chẳng có danh dự gì cả, tôi chỉ có danh của Chúa thôi. Tôi là phân bón, là rác. Sỉ nhục là kỷ phần của tôi. Vinh quang là của Thiên Chúa. Đi làm lòng Thiên Chúa thì nhớ cái điều đó. Danh thơm tiếng tốt cái gì rồi. Danh của Chúa. Còn tôi chỉ là kẻ tội lỗi, bất tài, bất hèn. Mỗi người mình xác tín điều đó. Để mình tĩnh tâm, tuần tĩnh tâm Tết mình nhìn lại. Ngọn đèn lòng thương xót trong gia đình mình phải bật sáng lên đã. Bằng cách cụ thể là tương quan giữa vợ chồng. Thôi em à, chúng ta ngồi nói chuyện lại với nhau đi. Cha vừa nói đó, tĩnh tâm Tết. Có lẽ từ ngày mà chúng ta lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ mình có tĩnh tâm Tết. Chưa bao giờ mà những ngày sắp Tết mình lại ngồi nói chuyện thiêng liêng đạo đức. Ngoài việc là gói bánh chưng, mua hoa, làm mua quần áo mới, dọn dẹp nhà cửa, đi chơi. Bây giờ trước Tết mà tĩnh tâm Tết, ngồi mà nói lại coi. Một năm vừa qua, anh thấy cũng có những điều làm em buồn. Này, cụ thể là này. Sao em thấy thế nào? Mình đang tính tố nó, mà nó ào ào, nó nói hết ra thì còn tố gì nữa hay không? Còn một năm vừa qua ấy nha, anh thấy là em toàn là thế này, toàn là thế này, toàn là thế nọ kia. Tự nhiên ngồi tố vợ mình à, nó chịu không? Vâng, anh nói đúng, tôi thì tôi như thế là đúng rồi. Còn anh á, anh coi lại thử coi, soi gương đi rồi anh nói người ta. Gớm, tưởng mình ngon à, chứ hai vợ chồng có tính tâm Tết đấy. Tôi không có nói như vậy à nha. Nếu bảo là tại cha đấy, cha suối tính tâm Tết trên vợ chồng con bây giờ là chẳng còn Tết nhất gì cả. Tức là mỗi ngồi hiệp hành là đối thoại lắng nghe để đưa đến sự cảm thông và tha thứ. Đó là hiệp hành. Hai vợ chồng cùng hiệp hành. Xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Cứ nói xin lỗi thì nó còn nói gì nữa hay không? Và cảm ơn em, ngàn lần cảm ơn em vì một năm qua. Còn nói gì nữa hay không? Hả?
Nó có tức mấy tức chứ, thằng này nó cứ xin lỗi, cứ cảm ơn, mà cứ vừa mời. Anh có biết không? Vâng, ngàn lần xin lỗi em. Ở đó anh, vâng, 1 tỷ lần xin lỗi em. Nói nữa hay không? Thấy chưa? Còn, ừ, nhưng mà cô đó, cô cũng tưởng cô ngon à. Đấy này, 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 hai bên bắt đầu thành công tố viên, tố cáo tội của nhau. Bắt đầu vạch áo cho người xem lưng. Này, lưng anh đây này, lưng em đây này, tha hồ mà vạch ra. Anh chị em thấy không? Đó, tĩnh tâm thế là mình ngồi. Trong cộng đoàn cũng vậy thôi. Bề trên, bề dưới ngồi lại đối thoại với nhau đi. Cha xứ cho phó ngồi đối thoại với nhau đi. Rồi cha xứ và giáo dân đối thoại với nhau đi. Và cuối cùng mình đối thoại với chính mình đi. Tất cả đặt dưới ánh sáng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, chúng con bước sang ngày thứ 3 trong tuần tĩnh tâm Tết. Hôm nay Chúa mời gọi chúng con. Ánh sáng lòng thương xót phải được soi sáng trong gia đình chúng con, trong tâm hồn chúng con. Chúng con nhận biết những lỗi lầm thiếu sót của mình. Chúng con đối thoại với nhau, chúng con lắng nghe nhau để cảm thông và tha thứ cho nhau. Đồng thời mỗi người chúng con cũng phải đem ánh sáng lòng thương xót ấy đến với mọi người, để mọi người nhận được ánh sáng lòng thương xót, xót thương nhau, yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, để chúng con bước sang năm mới bình an, hạnh phúc đích thật. Vì Chúa đã nói, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa, chọn niềm tín thác. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Angela sinh ngày 21 tháng 3 năm 1474 tại Desenzano bên hồ Garda. Lúc lên 10 tuổi, thánh nữ đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên được người cậu nuôi dưỡng giáo dục. Những tín hữu đạo đức ước ao cho con cái mình tìm được hạnh phúc trong vinh quang Chúa và đưa cuộc đời các thánh ra làm gương mẫu. Người cậu lãnh trách nhiệm giáo dục ngài cũng theo một tinh thần trên. Khi các ông cậu qua đời, Angela về sống với anh em. Angela là một cô gái đạo đức, gương mẫu, và để bảo đảm sự thánh thiện của mình, Angela gia nhập hội dòng ba thánh Francisco, hiến mình làm việc bác ái, nhất là việc giáo dục trẻ em. Lúc đó, nước Ý đang gặp cơn khủng hoảng về luân lý. Người ta chạy theo xa hoa, khoái lạc vật chất mà bỏ qua thuần phong mỹ tục, làm cớ cho nhiều thanh thiếu nữ sa đọa lầm lạc. Thanh nữ thấy cần phải phục hưng xã hội, gia đình theo tinh thần phúc âm. Một ngày kia, Angela đang được thị kiến thấy một chiếc thang nối liền đất với trời. Một đoàn trinh nữ leo lên từng bậc thang một, và một người trong số đó nói với ngài, chị sẽ làm mẹ đám người này. Theo lòng đạo đức thời đó, Angela đã đi hành hương nhiều nơi. Rồi với một nhóm người hành hương, chị muốn đi hành hương Jerusalem. Nhưng bị một cơn mù lòa nhiễm lạ tại Candy và chỉ hết bệnh khi chị trở lại đây. Chị đã giải thích sự kiện này như biểu tượng sự từ bỏ làm nền tảng cho mọi dự định của mình. Angela đến yết kiến Đức Thánh Cha
và lo thực hiện công trình giữa những sự đau khổ của chiến tranh. Ngài tuận tị lo cho người nghèo và dân lao động. Cuộc thị kiến ám ảnh lòng Ngài mãi. Ngài đã tới Brescia là nơi có ngôi nhà dành cho Ngài sử dụng. Một số thiếu nữ quy tụ bên Ngài. Đây là hạt nhân của hội dòng mà Ngài sẽ thành lập với một hình thức tu trì mới mẻ đối với thời đại ấy. Một cuộc sống nối kết sự chiêm niệm với việc dạy dỗ trẻ em. Phương pháp của Thánh Angela thật khác với ý niệm tân tiến về một trường dòng. Ngài thích sai các nữ tu đến dạy các thiếu nữ tại ngay gia đình họ, không được học hành nhiều. Thánh Angela có những trực giác lạ lùng. Ngài thường nói, xáo trộn trong xã hội là kết quả sự xáo trộn ngay từ trong gia đình. Muốn cải hóa gia đình, cần phải giáo dục các bà mẹ. Vì thế, Ngài lập một tu hội chuyên lo đào tạo các thiếu nữ, lấy tên là tu hội Ursula. Thánh nữ Ursula, vị nữ đồng trinh thành Colonia, đã được tôn vinh như là một nữ anh hùng chiến thắng dân man rợ về văn hóa. Ursula đã chịu chết để bảo vệ lòng thanh sạch. Đây là tu hội đời đầu tiên trong hội thánh. Họ không có y phục riêng, không có lời khấn trọng, không có lũy rào để dễ đến với tuổi trẻ, sống ngay tại gia đình, tuân giữ các lời khuyên phúc âm, giữ đức khó nghèo, trong sạch, vâng lời. Hằng ngày, Thánh nữ ân cần huấn luyện các nữ tu để rồi sai họ đi đào tạo các nữ tu khác về luân lý, đạo đức. Đặc biệt, Ngài giúp họ tập rèn đức bác ái. Vì có được lòng mến Chúa yêu người là có đủ tất cả các nhân đức và làm được mọi việc ích lợi cho Chúa và tha nhân. Ngài nói với các nữ tu, các mẹ và các chị em rất thân ái trong Chúa Kitô. Trên hết mọi sự hay bất cứ lúc nào, chị em cũng hãy cố gắng để nhờ ơn Chúa giúp, có được những quyết định khôn ngoan mà lãnh nhận công việc săn sóc và điều hành, chỉ vì lòng mến Chúa và lòng nhiệt thành với các linh hồn. Chỉ khi nào bắt rễ và căn cứ nơi đức mến Chúa yêu người, công việc săn sóc và điều hành của chị em mới đem lại kết quả cứu độ. Vì Chúa đã phán, cây tốt không thể sinh trái xấu. Người bảo cây tốt chính là lòng tốt, cháy lửa bác ái chỉ có thể sinh ra những việc lành thánh. Thánh Âu Tinh cũng nói, bạn cứ yêu mến đi, rồi muốn làm gì thì làm. Nghĩa là, bạn hãy có lòng mến Chúa yêu người, rồi muốn làm gì cũng được. Dường như Ngài khẳng định, đã yêu thương thì không thể phạm tội được. Tôi cũng xin chị em để ý đến từng người mà chị em phải săn sóc, và phải mang họ như đã được ghi trong lòng chị em. Không phải chỉ ghi tên mà thôi, mà còn ghi cả hoàn cảnh và tình trạng của họ nữa. Điều đó không khó khăn đâu. Nếu chị em có lòng bác ái sống động, săn sóc họ thật sự. Quả vậy, tự nhiên các bà mẹ, dù có tới nghìn đứa con, cũng vẫn mang tất cả và từng đứa trong lòng mình, không quên sót đứa nào. Vì tự nhiên, tình yêu chân thật làm như vậy. Hơn nữa, dường như càng có nhiều con, tình yêu và sự săn sóc cho từng đứa con lại càng tăng. Các bà mẹ thiêng liêng lại càng có nhiều khả năng hơn tình yêu máu mủ xác thịt. Nghe lời khuyên nhủ của thánh nữ, các nữ tu tận tình săn sóc huấn luyện các thiếu nữ với lòng mến Chúa yêu người thật sự. Họ đến từng gia đình, liên hệ gặp gỡ với các trẻ, các cô thiếu nữ và hướng dẫn chúng trên đường đức hạnh. Nhờ công cuộc giáo dục của tu hội và gương lành của Thánh Angela, nhiều thiếu nữ sống tốt lành đạo hạnh, gia đình được thánh hóa, xã hội hưng thịnh. Những năm cuối đời, Angela Merici thường hay xuất thần. Ngài qua đời ở Brescia ngày 27 tháng Giêng năm 1540 và được phong thánh năm
1807. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của thánh nữ Angela, ta thấy người quan tâm đến việc các thiếu nữ trẻ bị dính vào những tệ nạn xã hội, đi vào trong sa đọa, mà muốn như vậy, muốn cải hóa, muốn giáo huấn, muốn làm cho cái thiên ý được thay đổi, thì điều quan trọng đó là phải bắt đầu từ trong gia đình, nơi các bà mẹ. Nếu các bà mẹ, nghe nói xáo trộn trong xã hội là kết quả sự xáo trộn ngay từ trong gia đình, muốn cải hóa gia đình thì cần phải giáo dục các bà mẹ. Cho nên vai trò của các bà mẹ, các bà, các chị rất quan trọng. Tại vì trong một gia đình, ta thấy rõ ràng các người làm cha, các người làm chồng thì là những người hướng ngoại, là những người phải đi làm, là những người ít gần gũi gắn bó với con cái như là người mẹ. Người mẹ ở nhà nhất là lo nội trợ, lo chăm sóc con cái thì ảnh hưởng của người mẹ nhiều hơn và trách nhiệm của người mẹ cũng nặng nề hơn. Người bố thì lo kiếm cơm, kiếm gạo, rồi lo đối ngoại. Còn ở trong nhà, người phụ nữ được gọi là nội tướng là như vậy. Điều binh khiển tướng, lo lắng, chăm sóc trong gia đình. Có nhiều anh em đi phục vụ chúng tôi, loan truyền lòng thương xót Chúa, đi thiện nguyện tín thác, rồi đi công tác bác ái, vân vân. Hầu hết là nhờ những người vợ ở nhà chăm lo con cái. Nói còn đi vậy chứ con cũng an tâm, vì vợ con nó biết chăm sóc con cái. Con đi vậy chứ con giao hết mọi chuyện trong nhà cho vợ con. Không phải là mình tháo khoán, nhưng mà đặt niềm tin lên người vợ của mình và cho người vợ thấy cái trách nhiệm nặng nề như vậy. Đó là điểm mà chúng tôi ngày hôm nay đang cố gắng làm sao, mong ước có được một ốc đảo lòng thương xót Chúa để quy tụ các bạn trẻ lại. Nhất là các bạn thanh thiếu niên, có những khóa học cho các bạn, có những buổi tĩnh huấn, có những buổi tĩnh tâm, có những buổi gọi là hội thao sinh hoạt lành mạnh cho người trẻ, có một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, sân chơi lòng thương xót. Ta đừng có nghĩ rằng là giới trẻ họ không có biết cầu nguyện, hay không thích cầu nguyện, hay không thích sống nội tâm đâu. Nhưng mà vì họ chưa có môi trường, hoặc chưa có người hướng dẫn họ để thu hút họ đến. Mới trước khi bắt đầu chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời, có hai bạn trẻ từ ngoài Hà Nội bay vô. Nói thì cha, hôm nay đã gần Tết rồi, hôm nay là 27, là 25 Tết rồi, mà chúng con phải bay vô đây vì chúng con đến gặp cha để tạ ơn Chúa. Vì năm ngoái, Tết năm ngoái giờ này, chúng con hai đứa, đây là dì của con, mà dì còn đứa cháu gái, chúng con hai dì cháu hoang mang lắm. Người dì thì mang thai mà lo lắng vì không biết là cái thai nó bị như thế nào, rồi mở nhà hàng thì làm ăn thất bại. Rồi đứa cháu thì chồng là bác sĩ, nhưng mà những đứa con trong nhà thì mình không có quan tâm đủ, cho nên lo lắng, chẳng có biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào. Rồi hai dì cháu mới rủ nhau vô, chúng tôi mới giới thiệu về lòng thương xót Chúa cho họ, rồi đưa cho họ những cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa. Rồi một năm sau quay trở về thì thưa cha, thứ nhất tạ ơn Chúa vì công việc làm ăn, người thì mở nhà hàng, người thì mở thẩm mỹ viện, tưởng là phá sản, nhưng mà một năm vừa qua Chúa đã gìn giữ ổn định cho tới bây giờ. Và chúng con ý thức được trách nhiệm của mình nên giáo dục con cái của mình cho nó ngoan hơn, tốt hơn, và người chồng cũng cảm thấy an tâm hơn. Người chồng là bác sĩ dấn thân trong bệnh viện, trong cuộc chống Covid, còn bên kia thì lo mở nhà hàng, mà vẫn vững thế bây giờ. Thì quay trở về đây để mà tạ ơn Chúa, chúng tôi mới gửi tặng cho đủ hết nguyên một bộ kinh nguyện lòng thương xót Chúa để về, và con này mừng quá để con cho mấy đứa con của con nó đọc kinh. Giờ những người trẻ bây giờ không thuộc kinh, không biết đọc kinh thì sao? Nhất là anh phụ trách nói thầy cha, chúng con thấy người bên Mỹ họ cần cuốn này nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì họ không thuộc kinh, và những đứa trẻ nó cũng không thuộc kinh.
Cho nên có này nó đọc được kinh nguyện lòng thương xót Chúa, kinh căn bản thôi. Mà nếu không có kinh căn bản này mà không đọc ở trong gia đình thì đọc ở đâu? Chúng tôi lớn lên từ trong gia đình Công giáo, nhờ người cha người mẹ huấn luyện từ bé đọc kinh làm dấu rồi các thứ. Mẹ tôi dạy tôi từng ly từng tí một, từng chi tiết một, cách ăn được gì đó, học ăn, học nói, học gói, học mở, ăn trong nồi, ngồi trong hướng, rồi tin, học lễ, học văn, đầy đủ hết. Đó do người làm cha, và nhất là người làm mẹ. Rồi tôi gửi tặng, bảo con của con bây giờ nó lớn rồi, cái đứa lớn rồi, nó đi theo trào lưu mới, và vậy thì tôi tặng cho cuốn thơ tình lòng thương xót, nó hợp với giới trẻ, nó đọc. Bảo thơ tình là gì cha, thì bảo đọc đi. Đừng tựa đề như vậy, nếu tôi thơ tình lòng Chúa thương xót thì lại bảo lại Chúa mẹ nó sợ nó khô nó không đọc, nó tưởng thơ đạo nó không dám đọc, còn thơ tình lòng thương xót tò mò nó mở ra, nó coi, nó đọc, thấy những hình ảnh đẹp, những bài thơ, những bài hát quen thuộc, rồi lời Chúa gắn bó với cuộc sống gần gũi với nó. Vì dưới giáo dục cho dưới trẻ phải làm sao mà nắm bắt được cái tâm lý của nó. Các bạn ấy đang khao khát cái gì, bạn đang mong ước gì? Có một người mẹ mới gửi cho tôi tin nhắn mà, thưa cha, hôm nào cho nói về việc giới trẻ và vấn đề tự tử đi. Và con gái của tụi con, nó 17 tuổi, nó mới tự tử xong. Nó bảo nó buồn, nó chán, nó lo lắng, được tụi con nghĩ là nó chẳng có vấn đề gì cả. Cuối cùng nó tự tử, may mà cứu sống. Cho nên cha nói về vấn đề đó đi. Thì thưa anh chị em, cái gương mà Thánh Angela Merici ngày hôm nay chúng ta mừng kính, ngày bất tâm về vấn đề đó, nhất là thiếu nữ. Mà ta thấy ngày hôm nay thiếu nữ dễ bị hư, dễ bị sa đọa, tại vì vật chất nó quá cuốn hút đi. Tiền bạc thì nó là cái mục đích. Trên mạng, trên phương tiện truyền thông nó cứ ca tụng những người đẹp, những người có tiền. Làm những cô mà sống đạo đức, sống hiền lành thì cứ nghèo, cứ không có được nổi tiếng rồi. Người bảo người xưa thì cái nết đánh chết cái đẹp, còn bây giờ thì cái đẹp nó đẹp bẹp cái nết. Chả cần biết là đạo đức thánh tốt lành như thế nào, cứ thấy nó đẹp, cứ thấy nó giàu là cứ tung hô, cứ vạn tuế, rồi cứ vỗ tay ầm lên, mở ra luốt suốt ngày thấy ca tụng người đẹp với người giàu, rồi ăn chơi, rồi lấy đại gia, rồi ly dị, rồi lấy người này, rồi lấy người kia, có khi hãnh diện là người thứ ba, tức là người mà chiếm cái hạnh phúc gia đình của người ta, mà bảo là hãnh diện vì là người thứ ba, thì có bản lãnh mới làm được cái chuyện đó. Rồi đứa trẻ cảm thấy rằng cái bậc thang giá trị nó bị chặt hết rồi, bậc thang giá trị họ cứ đặt vật chất lên trên hết, duy vật, chỉ có vật chất là thấy là nhất rồi. Cho nên là không cần biết đến đời sau, cũng chẳng cần biết tội phúc là gì cả, cứ lao vào. Rất nguy hiểm, thưa anh chị em, rất nguy hiểm. Ngày xưa Thánh Angela Merici đã lo lắng, bận tâm về cái đó. Mà ngày hôm nay giáo hội cũng rất là bận tâm. Cho nên là có những năm đặc biệt dành cho giới trẻ, như ở Việt Nam 3 năm liền dành cho giới trẻ. Những khủng hoảng giới trẻ bước vào đời sống gia đình, giới trẻ dấn thân vân vân. Cho nên con đường lòng thương xót Chúa là con đường mà đưa người trẻ trở về với nguồn cội của mình, trở về với đấng thương xót họ, trở về với đấng đầy quyền năng. Mà đó mới là mục đích, đó mới là lý tưởng, đó mới là thần tượng. Còn những thần tượng trên thế gian này, nay rực mai tàn, nay lên mai xuống, mới tung hô mai mốt phát hiện ra toàn những điều xấu xa, tệ nạn vô cùng. Chẳng ai là thần tượng cả, chỉ có một mình Đức Giêsu đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đấy là thần tượng, đó là lý tưởng, và đó là con đường mà người trẻ ngày hôm nay cần phải đi theo, con đường lòng thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 25 Tết rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta bước sang năm mới. Năm nay đang là năm con trâu, sửu. Sang năm tới là năm con cọp, năm dần. Có nhiều người thắc mắc, vậy thì 12 con giáp đó như thế nào? Và tên nó ra sao, sự tích như thế nào? Hôm nay mời các bạn nghe sự tích 12 con giáp.
từ xưa đến nay, nếu nền văn hóa phương Tây có 12 cung hoàng đạo, thì phương Đông lại sử dụng 12 con giáp, hay còn được gọi là sinh tiếu, được xem như là một trong những hệ đếm phổ biến và quan trọng bậc nhất. Theo văn hóa phương Đông, lịch được xác lập theo chu kỳ thay đổi đều đặn của mặt trăng. Do đó, 12 con giáp ứng với 12 giờ trong một ngày, 12 tháng trong một năm và 12 năm trong một giáp. Đó là những nền tảng quan trọng để tính âm lịch. Không chỉ riêng ở Việt Nam, hệ thống con giáp còn được ứng dụng rất phổ biến ở các nước có nền văn hóa Á Đông như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc. Đã từ lâu, nguồn gốc của 12 con giáp thường được xem như là một sản phẩm của nền văn minh Trung Hoa, và từ văn minh Trung Hoa lan tỏa ảnh hưởng tới các nền văn hóa xung quanh. Tuy nhiên, thưa anh chị em và các bạn, gần đây các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học quốc tế và Việt Nam đã tìm hiểu về nguồn gốc của các tên gọi 12 con giáp dựa trên phương pháp phục nguyên ngôn ngữ học. Kết quả cho thấy 12 con giáp có nguồn gốc trực tiếp từ ngữ chi Việt Tích trong ngữ hệ Nam Á. Như vậy, chính người Việt cổ đã sáng tạo nên âm lịch và 12 con giáp dựa trên những quan sát thiên văn để phục vụ cho nền văn minh lúa nước truyền thống. Từ đó, 12 con giáp của người Việt đã được Hoa Hạ tiếp nhận trong các giai đoạn sau. Họ cố gắng thay đổi, xóa dấu vết ảnh hưởng của văn hóa tộc Việt trong 12 con giáp. Tuy nhiên, họ đã không thành công, để ngày nay những nghiên cứu ngôn ngữ học đã góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc của 12 con giáp, chứng minh nó có nguồn gốc từ sự sáng tạo của người Việt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tên gọi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, vân vân là cách gọi tên các con vật chuột, trâu, hổ, mèo, vân vân của người Việt cổ. Theo lịch sử, người Khmer cũng đã tiếp nhận 12 con giáp từ người Việt vào khoảng thời kỳ đồ đồng và đồ sắt. Sau đó, người Thái cũng tiếp nhận 12 con giáp từ người Khmer. Vì vậy, nguồn gốc của 12 con giáp có thể xác định là từ người Việt, ảnh hưởng tới người Hoa Hạ và các dân tộc Đông Nam Á. Hầu hết, các nước có nền văn hóa Á Đông đều sử dụng 12 con giáp, nhưng có một số khác biệt thú vị. Ví dụ như ở Việt Nam và Trung Quốc thì Sửu là trâu, nhưng ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì vị trí của con trâu đó là con bò. Tương tự, ở Việt Nam và Trung Quốc thì Mùi là con dê, còn ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì vị trí đó lại là con cừu. Riêng ở Việt Nam gọi Mão là con mèo, còn Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Nhật Bản thì vị trí của con mèo là con thỏ. Và chỉ riêng Nhật Bản lại gọi hợi là heo rừng. Thưa anh chị em và các bạn, các bé thiếu nhi thân mến, hôm nay nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Nhâm Dần, chuyện sử tích cũ xin mời anh chị em, các bạn và các bé thiếu nhi cùng đến với một trong những câu chuyện nhân gian truyền khẩu về sự hữu tích 12 con giáp. Ngày xưa, từ thuở rất xa xưa, khi vạn vật đất trời mới được hình thành,
Sự sống mới được khơi dậy thì nơi trần gian còn chưa được sắp xếp ổn định, không theo một tôn ti trật tự nào. Giữa cõi trời và hạ giới còn nảy sinh nhiều vấn đề khác biệt, nhất là về con người cũng như là quỹ đạo thời gian. Người ta thường nói rằng, nếu tính về độ dài thời gian, thì một ngày trên thiên đình sẽ tương ứng với 100 ngày ở dưới trần gian. Cùng với đó, về con người thì người ở trên cõi trời được tu luyện thành tiên, còn người ở dưới hạ giới này là người phàm, mình trần mắt thịt. Chính vì vậy, đóng vai trò là người có quyền lực tối cao với trách nhiệm cai trị thiên hạ, Ngọc Hoàng Thượng Đế phải tiến hành sắp xếp và tổ chức lại loài người dưới hạ giới sao cho hoàn chỉnh, ổn định, trật tự hơn. Một trong số những biện pháp được đề ra đó là xác định tuổi của mỗi sinh linh nhỏ bé được sinh ra trên trái đất này. Tuy nhiên, ở thời thượng cổ, kiến thức của con người còn hạn hẹp, cho nên việc xác định thời gian, ngày tháng đặc biệt khó khăn. Vì vậy, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã nảy ra sáng kiến dùng 12 con vật để tượng trưng cho 12 tháng trong một năm. Điều đó sẽ giúp con người dễ dàng nhận biết thời gian hơn. Nhưng Ngọc Hoàng lại băn khoăn không biết là nên chọn con vật nào và thứ tự của chúng sẽ được sắp xếp ra sao. Sau khi cùng các quần thần trên thiên đình họp bàn trong nhiều ngày trời, cuối cùng tất cả đã đi tới một quyết định như sau: triệu hồi và tập trung tất cả muôn vật quy tụ về thiên đình, rồi chính thức lựa chọn những con vật tiêu biểu nhất. Thế nhưng vô vàn các con vật như vậy thì nơi nào mà chứa cho vừa? Vậy cho nên cách tốt nhất là phải đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn mà Ngọc Hoàng đưa ra. Cụ thể, kể từ khi thông báo chính thức được truyền đi, thì con vật đầu tiên đến thiên đình sẽ được chọn là con vật đứng thứ tự đầu tiên trong 12 con giáp. Và từ con vật này sẽ chọn tiếp con vật thứ hai, con vật thứ ba, vân vân. Cứ như vậy cho đến khi đủ 12 con vật mới thôi. Và thưa anh chị em và các bạn, các bé thiếu nhi, nguyên tắc được Ngọc Hoàng quy định như sau. Ngọc Hoàng quy định là con thứ nhất được quyền giới thiệu con thứ hai, con thứ hai được quyền giới thiệu con thứ ba, con thứ ba được quyền giới thiệu con thứ tư, con thứ tư giới thiệu con thứ năm, cứ như thế cho đến con cuối cùng là con thứ 12. Khi lệnh từ thiên đình vừa ban xuống, thì bỗng nhiên từ trong đám mây vang lên một tiếng kêu the thé của một con vật nhỏ bé, nhưng lại lanh lợi, tinh khôn và nhanh nhẹn. Ta biết con vật đó là ai không? Tiếng kêu thè thè đó là con chuột. Lúc ấy, khi đang vui chơi dạo quanh chốn thiên cung, chuột ta đã tình cờ nghe lén được lệnh trước tiên, không thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này. Chuột bèn lên tiếng báo hiệu là con vật đầu tiên và có mặt sớm nhất. Như đã hứa, Ngọc Hoàng đã hạ lệnh và bảo với chuột rằng: người hãy về và truyền báo lại cho một người bạn thân thiết nhất của nhà ngươi,
Và con vật này sẽ là con vật thứ hai đứng tên trong thứ tự 12 con giáp. Theo đó, từ con vật thứ hai sẽ được quyền chọn ra con vật thứ ba xứng đáng. Cứ như thế, đến khi kết thúc vòng quay đủ 12 con vật thì dừng lại. Hễ con vật nào đã được lựa chọn rồi thì cứ đến ngày đầu xuân dưới trần gian, hãy tự khắc quay về đây để ta chỉ dạy. Nghe lời Ngọc Hoàng, chuột ta hí hửng và ngẫm nghĩ xem có người bạn thân thiết nào đủ tin cậy để bẩm báo lên Ngọc Hoàng và các vị chư thần. Ai bây giờ ta? Khó nghĩ thật. Nghĩ vắt óc. Cuối cùng, chuột chợt nhớ đến. Chuột hay đi đôi với ai biết không? Mèo, 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 mèo. Chợt nhớ đến anh mèo. Khi ấy, giữa chuột và mèo có một tình bạn rất đẹp. Cả hai chung sống chan hòa, coi trọng lẫn nhau, chứ không có thù hằn nhau như bây giờ ta bảo là cứ như chuột với mèo gặp nhau là cắn nhau. Vì sau này tội lỗi nó xâm nhập vào thế gian, nó làm mất đi cái vẻ đẹp tinh tuyền khi mà Thượng Đế dựng nên vũ trụ vạn vật và con người. Chưa có hằn thù, lúc đó vẫn còn hiệp nhất và hiệp hành. Lúc đó là dìm trong đại dương lòng thương xót. Sau khi nghe được tin tốt từ anh bạn chuột, chú mèo láu lỉnh đã rất vui mừng và kêu toáng lên trong sự thích thú, hạnh phúc khôn nguôi. Mèo, 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 mèo. Từ đó, chuột có nhắn nhủ thêm đôi lời với mèo. Anh hãy chọn ngay một người bạn nào đó mà anh nghĩ là có đủ tư cách và xứng đáng nhất để giới thiệu, bẩm báo lên Ngọc Hoàng. Nhân tiện bảo luôn anh ta nhớ chuẩn bị mời thêm một anh bạn khác nữa nhé. Cứ mỗi người được quyền giới thiệu một người, đừng quên chuyện đó. Đồng ý với yêu cầu và lời đề nghị của anh bạn chuột, mèo còn cẩn thận dặn dò thêm. Được rồi anh bạn, tôi sẽ ghi nhớ kỹ. Còn nữa, tôi có tật hay ngủ nướng, cho nên vào ngày lên thiên đình chầu kiến Ngọc Hoàng, anh nhớ đánh thức tôi dậy kẻo tôi ngủ quên nhé. Sau một hồi suy gẫm, mèo đi tìm trâu. Anh bạn hàng xóm vẫn thường cày ruộng ở gần nhà mèo mỗi ngày. Sau khi nghe mèo kể chuyện, Châu mừng rỡ và đáp lại ngay. Như vậy thì tốt quá rồi. Tôi có một người bạn nối khố của mình là anh Hổ. Anh ấy oai hùng và dũng mạnh lắm. Chắc chắn sẽ có đủ tư cách và phẩm chất xứng đáng là một thủ lãnh của muôn vật. Vốn là bạn thân lâu năm, cho nên sau khi nghe lời đề nghị của Châu thì Hồ rất xúc động trước tình cảm bạn bè quý mến, nghĩa cử cao đẹp của Châu. Nó liền chấp nhận lời mời. Không cần phải đắn đo suy nghĩ, Hồ nói ngay. Tôi có một anh bạn nhỏ vô cùng dễ thương lại hiền lành nhanh nhẹn. Đó chính là Thỏ. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy và mời tham gia cùng chúng ta. Và một điều tất nhiên là sau khi nghe xong thì Thỏ ta khoái chí và mừng rỡ vô cùng. Nhớ đến một anh bạn khá ly kỳ, dũng mãnh, uy nghiêm, thường hay đến uống nước ở con sông lớn gần nhà. Đó là con rồng. Nó liền đi mời con rồng. Do suốt ngày bay lượn trên không trung, lại thường xuyên lui tới, dạo quanh thiên cung của Ngọc Hoàng,
nên rồng cũng đã từng nghe qua câu chuyện này. Nghe xong, rồng liền đáp lại: "Tôi cũng đã được nghe các vị tiên nữ trên thiên cung nói về tin này. Nhưng vì chuột đã được Ngọc Hoàng tin tưởng, tín nhiệm và giao quyền, cho nên tôi vẫn đang chờ đợi để được giới thiệu. Vừa hay thì anh tới báo lại, tôi rất vui mừng. Và chắc chắn tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này của anh. Ngay bây giờ, tôi sẽ giới thiệu và đến báo tin cho một người bạn thân của tôi là con rắn." Rắn vừa là bạn, lại vừa là dòng họ xa của rồng. Nhận được tin mừng, rắn vội vàng chấp thuận ngay. Nó vui vẻ đi loan tin cho anh bạn ngựa. Bạn hàng xóm láng giềng từ thuở nhỏ với nó. Biết tin, ngựa ta cũng thích thú và đắc chí lắm. Nó còn kêu hãnh mà khoác lác. "Thảo nào, vừa qua, tôi còn mơ thấy mình được nhậm chức thăng quan lớn. Giờ thì quá đúng, quả thật là không sai chút nào. Được rồi, tôi sẽ mời một người bạn của tôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ xứng đáng và có đủ tư cách để nhận trọng trách cao cả này." Và rồi bạn của ngựa là chú dê, đã được nằm trong danh sách 12 con giáp. Be here. Theo lời dê, một anh bạn thông minh, nhanh nhẹn tự xưng là Hầu Vương, tức là chú khỉ, đã được chọn là con vật tiếp theo. Nhận được tin, khỉ bèn cao giọng nói lớn: "Biết ngay mà, số trời đã định sẵn rồi, thế nào Ngọc Hoàng cũng phải cần đến mình thôi." Vội vã bốn chân bốn cẳng, khi chạy một mạch đi báo cho gà biết. Cú 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 cú, cú 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 cú. Nghe tin mừng, gà nhận lời: "Cục cục ta, cục 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 ta, cục 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 ta. Ô ô ô ô, ô ô ô ô." Gà cuống cuồng bay đi tìm con chó. Anh bạn vốn sống chung cùng nhà với gà: "Gâu gâu 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 gâu." Đến đây thì như đã nói, 12 con giáp đã được lựa chọn đầy đủ. Ngày tháng dần qua đi, mùa đông cũng vừa hết, nhường lại cho những ngày xuân tươi mới và tràn trề sức sống ùa về. Không ai bảo hai, 12 con giáp tự động quy tụ, quay về và họp mặt trên thiên đình. Chỉ tội cho chú mèo, có tật hay ngủ quên. Đã vậy còn kéo gỗ nữa, càng kéo gỗ thì càng ngủ say. Mèo lại gặp bạn chuột có tính hơi ích kỷ, xảo trá, cho nên tới ngày hẹn, chuột ta chỉ đi một mình chứ không nhắc nhở gì mèo, không báo thức mèo dậy. Cuộc họp đã đến. Trên cung đình, sau khi đã điểm danh hết mà chỉ thấy có mặt 11 con vật, Ngọc Hoàng hết sức nổi giận: "Tại sao chỉ có 11 con vật ở đây? Còn một con nữa đâu? Ta đã ra lệnh cho tất cả phải triệu tập
tại sao mà không có con thứ 12? Thấy thế, Chuột bèn chống chế và ngụy biện rằng: Tâu Ngọc Hoàng, đừng có giận, đừng có nóng. Trước khi tới đây, con đã báo cho anh mèo rồi, nhưng bởi tính anh ấy ham ngủ mê, cho nên là anh ấy không đi kịp. Ngọc Hoàng bớt giận. Nghe xong, Ngọc Hoàng đập bàn, giận dữ phán: Coi chừng bể cái bàn. Đọc tay quá. Được rồi, vậy hãy loại bỏ mèo ra khỏi danh sách. Ta sẽ phái người xuống hạ giới, hãy gặp bất cứ con vật nào trên đường đi thì hãy đưa về chầu trời thay thế cho chỗ của con mèo mê ngủ. Mà lên! Tuân lệnh Ngọc Hoàng, tướng nhà trời vội vàng đi ngay. Trên đường xuống trần gian, thấy một anh heo đang bị những tên đồ tể khiêng đến lò để sát sinh. Tướng nhà trời bèn quát lớn: Heo kia, hãy theo lệnh ta lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con heo này, đi theo ta, mau lên. Trong khi chú heo đã được triệu hồi lên thiên đình, thì ngay lúc này, một vấn đề lớn gây nhiều tranh cãi lại xảy ra. Vấn đề đó chính là việc chia ngôi bậc thứ hạng của 12 con giáp. Con vật nào tiêu biểu nhất có thể dẫn vị trí đứng đầu trong 12 con giáp? Con nào xứng đáng? Con nào tiêu biểu đây? Dựa trên thành tích cũng như vóc dáng, thì vẻ bề ngoài uy nghi, oai hùng, dũng mãnh thì chắc chắn là các con vật, con rồng, con trâu, con ngựa, con hổ sẽ là những chiến binh xuất sắc nhất được lựa chọn. Thế nhưng, để bảo đảm sự công bằng, tránh các cuộc tranh cãi huynh đệ tương tàn gây xích mích giữa các loài với nhau, Ngọc Hoàng bèn phán: Uống nước đã, nói tiếp. Tới đây ta sẽ mở một cuộc thi so tài. Ta giao cho Hằng Nga làm giám khảo. Tất cả sẽ chạy đua từ đây đến cung quảng của Hằng Nga. Ai đến đích trước sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Lần lượt các con còn lại đến sau, cứ thế mà phân chia thứ tự. Các con vật vô cùng hào hứng tham gia thi đấu, thi đua chạy marathon. Trong số đó, hổ, trâu, ngựa cậy sức mình to lớn, mạnh mẽ, khinh thường kẻ yếu nên những giây phút đầu đã từ tốn cho qua. Thế nhưng, chúng không ngờ rằng các con vật nhỏ đang cố gắng nhanh chóng vượt lên phía trước. Chỉ có con trâu với sức lực bền bỉ, dẻo dai là vẫn giữ y nguyên vị trí dẫn đầu. Thế nhưng, cuộc đời ai học được chữ ngờ. Thế nhưng, một điều mà không ai ngờ tới đó chính là chú chuột. Chú chuột tinh ranh và khôn ngoan. Nhân lúc trâu sơ ý, chú ấy đã leo lên lưng trâu ngồi chễm chệ. Và khi đích đã gần kề ngay trước mặt, chuột ta bèn nhảy xuống và phóng như tên bay qua đích và giành chiến thắng trước con trâu. Thấy thế, trâu tức lắm, nó hậm hực phản đối và không chấp nhận. Tôi không chấp nhận kết quả này vì có sự gian lận trong này. Nhưng cuối cùng đành phải chịu trận, vì trong điều lệ không quy định rõ hình thức thi đấu là như thế nào. Đúng lúc đó, mèo đột nhiên từ đâu tiến tới và khiếu nại: Mèo, mèo, mèo,
tại sao tôi không có tên trong danh sách mà lại không được thi đấu? Tôi cũng có tên trong danh sách mà, sao không cho tôi thi đấu? Ngọc Hoàng từ chối và không chấp nhận lời khiếu nại của mèo. Nhưng Hằng Nga lại xin tâu: Dạ bẩm Ngọc Hoàng, để tránh cãi cọ dẫn đến thù hằn, huynh đệ tương tàn, và để mọi sự tốt đẹp, thần nghĩ cách tốt nhất là vẫn nên nhận mèo. Còn phía bên kia, hiện tại cung quảng đang thiếu một linh vật canh giữ, nên thần muốn xin. Hiểu ý, Ngọc Hoàng lập tức gật đầu và nói: ta hiểu ý khanh rồi, được. Nếu vậy, khanh có thể chọn lấy một trong số 11 con vật này để mang về canh giữ cung quảng cho khanh an toàn, không sợ Covid nó xâm nhập vào. Thấy chú thỏ có bộ lông trắng tinh, tính tình lại hiền lành dễ thương, Hằng Nga bèn xin chọn con thỏ. Thế là mèo lại được tham gia vào 12 con giáp. Cuối cùng, căn cứ vào thứ tự các con vật đã về đích trước sau trong cuộc thi, Ngọc Hoàng bèn tuyên phán thứ tự các con giáp được sắp đặt như sau. Thứ nhất là con chuột, thứ hai là con trâu, thứ ba là con hổ, thứ tư là con mèo, thứ năm là con rồng, thứ sáu là con rắn, thứ bảy là con ngựa, thứ tám là con dê, thứ chín là con khỉ, thứ mười là con gà, thứ 11 là con chó, và cuối cùng thứ 12 là con heo. Theo cách gọi của người xưa thì thứ tự lần lượt là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Tý, Sửu, Dần, Mão, có người gọi là Mão, có người là Mão, có người là Mẹo. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Kể từ đó, 12 con vật được chọn sẽ luân phiên trực ban từng tháng trong năm, gọi là 12 con giáp. Sau đó, 12 con vật được chọn còn được Ngọc Hoàng Thượng Đế cắt cử canh giữ từng năm, với nhiệm kỳ được tính từ ngày mùng 1 đầu năm mới cho đến đêm giao thừa của năm sau. Cùng đồng loại, chung mục đích phục vụ con người. Nhưng vì tính cách và khí chất của từng con vật khác biệt nhau, cho nên đã tạo ra muôn mặt, muôn vẻ trong cuộc sống của con người nơi nhân gian. Đó là sự tích 12 con giáp. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, mỗi lần nói đến 12 con giáp thì người ta hay nói hỏi sinh năm bao nhiêu, rồi tuổi gì. Ví dụ, thực ra ta sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh năm 1956. Vậy cha cầm tinh con gì? Có nghĩa là cha tuổi gì? Tôi tuổi khỉ, ăn cơm chúa múa tối ngày. Còn anh tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi tỵ. Còn chị tuổi gì? Tuổi sửu. Còn bạn tuổi gì? Tuổi dậu, vân vân. Thì người ta hay đầu năm đi coi quẻ, coi bói, cứ coi là cái tuổi này thì năm nay như thế nào. Sở dĩ mà tôi thấy người ta hay coi bói, coi tuổi vì tôi ngày xưa còn bé hay nghe Hùng Cường với Mai Lệ Huyền hát bài gọi là gì? Thiên duyên tiền định. Không biết là anh chị em và các bạn còn nhớ bài đó không? Còn mấy bé thiếu nhi thôi, không biết bài này đâu. Hồi đó Hùng Cường, Mai Lệ Huyền hay hát Thiên nhiên tình định á. Bạn biết thì chúng ta cùng hát theo nhé.
Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Thấy ai tâm đầu ngọ lời là nên ra ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con. Muốn cho vương tròn nhớ anh mai mối mối mai đưa đường. Xong rồi anh cầm tay anh tiên đoán. Tuổi quý mùi là con gì? Mùi là con dê. Anh ấy đều ghiêng rầm vào cầm tay anh đoán. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Thiền duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười, đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện sự tích 12 con giáp, ta có thể thấy trong tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam, ông trời là đấng tạo hóa đầy quyền phép, an bài và sắp đặt mọi sự. Hơn thế, ta còn thấy nơi Ngài là một người cha rất gần gũi con người, luôn ổn định các trật tự để bảo vệ, để chăm lo cho con người trong từng chi tiết của cuộc sống. Và Ngài là đấng vừa quyền phép vừa nhân hậu, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Quyền năng và giàu lòng thương xót nhưng cũng rất công bằng. Công bằng của Ngài chính là lòng thương xót. Lòng thương xót là cách biểu lộ sự công bằng. Trải qua gần 5.000 năm, niềm tin nơi Thượng Đế của dân Việt là một niềm tin bất biến. Dân Việt tin rằng trước tất cả mọi sự đã có ông trời. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Trời là bậc quyền phép vô song ở trên cao. Từ thái cổ, lúc còn sống trong các bộ lạc giao chỉ, ngôn ngữ Việt đã có những câu vần được xếp đặt để ghi nhớ và lưu truyền kinh nghiệm sống. Thì niềm tin vào Thượng Đế cũng là đã được bộc lộ qua nhiều hình thức. Trong đó có những câu chuyện cổ tích mà sự tích 12 con giáp chúng ta vừa mới nghe đó là một ví dụ điển hình. Và qua câu chuyện, chúng ta còn thấy người xưa muốn truyền tải một thông điệp về lòng nhân ái, mà hôm nay chúng ta có thể nói đó là lòng thương xót. Sứ điệp lòng thương xót từ sự tích 12 con giáp, đó mới là điều cốt yếu, cốt lõi mà chuyện sự tích cũ mỗi tuần muốn chia sẻ, muốn gửi gắm đến anh chị em và các bạn, đặc biệt là cho các bé thiếu nhi. Chứ không phải chúng tôi kể những câu chuyện có khi là hoang đường, có khi là hoang tưởng, có khi là huyền thoại, có khi là giả sử vân vân. Những chi tiết lịch sử hoặc chính xác của câu chuyện không quan trọng bằng ý nghĩa của câu chuyện và bài học lòng thương xót mà chúng ta, những tông đồ lòng thương xót, những người đi vào con đường lòng thương xót rút ra từ câu chuyện ấy. Cho nên chuyện sự tích cũ với lòng thương xót, chứ không phải chuyện sự tích cũ rồi để đó, nghe xong phê bình là chuyện đúng hay sai, hoang tưởng hay không tưởng tượng, chuyện đó không quan trọng. Rồi truyền khẩu tam sao thất bổn. Và có nhiều câu chuyện, có nhiều nguồn gốc khác nhau,
Có người thì nói câu chuyện này thì nó theo cách này, người nói câu chuyện theo cách kia. Chúng tôi lọc lựa cái nguồn gốc và lựa chọn câu chuyện để nhằm mục đích rút ra được câu chuyện. Từ câu chuyện ấy, bài học về lòng thương xót, đó mới là điểm quan trọng. Đó là gì? Qua câu chuyện 12 con giáp, từ con chuột tới con heo, ta thấy rõ ràng là cái gì? Là những người được chọn không có tính ích kỷ. Không có tính ích kỷ, thấy điều hay, điều tốt là chỉ giữ lấy cho mình, dành lấy cho mình, nhưng sẵn sàng giới thiệu, chia sẻ niềm vui cho người khác, giới thiệu người khác, tin mừng mà mình có được cho những người chung quanh. Luôn mang những điều tích cực đến cho đồng loại và lan tỏa được những thông điệp, những hành động tốt đẹp ra cho xã hội. Đấy là thực hành lòng thương xót đấy. Con chuột với con mèo, bây giờ người ta cứ bảo là không ưa nhau như chuột với mèo. Vậy mà chuột giới thiệu cho mèo đấy. Mèo giới thiệu cho cọp, cọp giới thiệu cho rồng, rồng giới thiệu cho rắn, rắn giới thiệu cho gà, gà giới thiệu cho chuột, heo, vân vân và vân vân. Mình sẵn sàng giới thiệu người khác, sẵn sàng cho người khác cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ những ân phúc mà mình nhận được. Không độc quyền, không có ai là độc quyền và không có ai là bất khả thay. Có những người luôn luôn cho rằng mình độc quyền. Độc quyền đâu giảng lòng thương xót, độc quyền làm cái này, độc quyền làm cái nọ, độc quyền làm cái kia. Rồi không muốn cho người khác chia sẻ cái trách nhiệm, nhất là quyền lợi của mình. Có khi đùn đẩy việc cho người khác, nhưng mà quyền lợi thì giữ chặt lấy. Có khi là trốn tránh trách nhiệm, đổ thừa, mà bao nhiêu lợi lộc thì giữ chặt, không có chia sẻ. Có khi thấy những cái điều hay thì đâm giấu đi. Và nhất là không dám nhìn nhận những điều hay, điều tốt của người khác. Để như Gioan, người phải lớn lên, tôi phải nhỏ đi. Người đây là Chúa Giêsu và người đây là người khác, anh em của tôi. Thôi, tôi già rồi, khả năng không còn như xưa nữa, không còn minh mẫn như xưa nữa. Tôi xin giới thiệu đây, người có thể thay tôi là một người còn năng lực, còn sức khỏe, còn thế này thế khác. Dám không? Hay là tôi già nhưng mà vẫn còn làm được à nha. Còn mấy nhiệm kỳ nữa là cũng chơi luôn á hả nha. Cái đám nhỏ này nó biết gì đâu, lau nhà lau nháo, trứng rồi khôn hơn rận. Tôi còn làm được. Tôi vẫn làm được. Làm đến bao giờ? Làm đến khi nào Chúa cất về thì thôi. Vậy thì người trẻ làm sao mà còn cơ may, có hy vọng gì mà cống hiến cái sức lực khả năng cho họ. Mà lúc họ đang trẻ, đang hăng, mình không cho họ cơ hội. Lúc mà lớn rồi, muốn làm không làm được, lực bất tòng tâm. Thời gian nó trôi qua, nó không có đợi chờ ai hết. Mà mình không dám chấp nhận người khác hơn mình, mà không dám nhìn nhận khả năng của người đàn em mình, mà không dám can đảm nhận rằng mình đã già, đã yếu mà rút lui để nhường cho người khác, mà không dám khiêm nhường để nhận rằng người ta khả năng hơn mình, họ làm tốt hơn mình để tiến cử họ. Những con vật nó còn làm được như thế, huống chi con người. Tôi ngồi tôi suy nghĩ bài học cho chính mình. Chả nhẽ mình thua con chuột, chuột nó còn dám giới thiệu con mèo. Nghĩa mình thua con mèo, nghĩa mình thua con gà. Có tới cùng 12 con giáp con heo thì không biết giới thiệu cho ai. Nó bảo tại vì hết rồi chứ còn tụi giới thiệu. Chị em thấy không? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, đọc cái câu chuyện 12 con giáp này. Có nhiều cái câu chuyện về 12 con giáp, nhưng mà tôi thấy câu chuyện này thì nó đưa đến một cái điều quá tuyệt vời về lòng thương xót, mà lại đúng với tuần lễ hiệp nhất mà chúng ta mới cử hành xong, kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng vừa rồi, 25 tháng 1 kết thúc. Mà bây giờ mình không sống cái đó uổng quá. Đó là hiệp nhất, mà đó là hiệp hành đó.
cùng đồng hành với nhau, và đồng hành với nhau thì phải nhìn nhận cái khả năng của người khác và thấy được cái giới hạn của mình về tuổi tác, về năng lực, về tri thức, đủ mọi thứ. Sống sau ập lên sống trước chứ. Con hơn cha là nhà có phúc chứ. Sao mà cứ con hơn cha là nhà vô phúc là thế nào? Và cuối cùng thưa anh chị em, 12 con giáp là hình ảnh ẩn dụ của người xưa, là lời giáo huấn con cháu mà các bậc tiền nhân của dân tộc Việt muốn gửi gắm vào các con vật. Theo thứ tự 12 con giáp trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, có thể chia chúng ra thành 6 nhóm với hàm ý như sau. Tôi đọc này thấy thú vị. 6 nhóm từng cặp một. Tý và Sửu, Chuột và Châu. Chuột đại diện cho trí tuệ, Châu biểu trưng cho sự cần cù chăm chỉ. Hai yếu tố này luôn phải kết hợp chặt chẽ với nhau trong mỗi con người, có trí tuệ và có sự chăm chỉ. Có tư duy mà lại lười nhác thì chỉ là người khôn vặt. Nhưng mà nếu cần mẫn làm việc mà không chịu tư duy thì lại trở thành ngu ngốc, khù khờ. Ông bà ta xem ra đây là nhóm tiêu chí quan trọng nhất để nhắc nhở con cháu biết sử dụng đầu óc và tay chân. Không chỉ đầu óc và không chỉ tay chân, giống như ngày xưa cứ coi là nhất sĩ nhì nông, những người mà đầu óc là hơn những người tay chân, nhưng mà hết gạo chạy rông thì lại nhất nông nhì sĩ. Cặp thứ hai là Dần và Mão, là Hổ và Mèo. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, uy lực, dũng mãnh, trong khi Mèo lại được xem là biểu tượng của sự cẩn thận. Hổ và Mèo là sự phối hợp hài hòa giữa sức mạnh và tính tỉ mỉ. Người to khỏe, sức mạnh vô song, nhưng không cẩn thận, bỗng chốc biến thành lỗ mãng, phạm phô tục tử, ăn to nói lớn. Nhưng người cẩn thận tỉ mỉ mà thiếu uy lực lại trở thành người nhút nhát, rụt rè, không có nghị lực. Đây là nhóm tiêu chí quan trọng thứ hai mà mỗi người cần rèn luyện cho mình, là có sức mạnh, đánh nhanh, đánh mạnh nhưng không có ảo ạt, mà luôn luôn có sự cẩn thận tỉ mỉ, nhất là giữa người nam và người nữ, luôn luôn bổ túc cho nhau trong đời sống vợ chồng chẳng hạn. Người nam là tượng trưng cho hổ, dũng mãnh, nhưng người vợ là người nội trợ, nội tướng, tỉ mỉ, cẩn thận. Nhờ vậy mà mới gìn giữ được gia đình và công ăn việc làm. Chồng thì cứ bạo phát dễ, bạo tàn. Vợ thì cứ cầm cân nảy mực, vừa phải, cân bằng anh nhà, cẩn thận anh nhà, nhắc chừng chồng. Hai người nhắc nhau như thế, gia đình mới hạnh phúc được. Đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là Thìn và Rồng. Thìn và Tỵ là rồng và rắn. Ngày xưa có chơi trò rồng rắn lên mây. Rồng rắn, sự mạnh mẽ đến từ con rồng, mà dẻo dai thì là con rắn, sẽ hỗ trợ cho mỗi người chúng ta nhu cương hài hòa. Bởi càng cứng thì càng bảo thủ, mà càng mềm dẻo thì lại đôi khi quá yếu đuối. Giữa bên khư khư ôm lấy định kiến của bản thân, và một bên dễ mất đi chính kiến của mình, thì quả thực chẳng có bên nào hơn bên nào, chẳng cái nào hay hơn cái nào. Có nhu, có cương vẫn là nhất. Vì chúng ta thấy răng cứng mà lưỡi mềm, răng cứng nhưng mà rụng trước, lưỡi mềm mà chết vẫn còn lưỡi mà hết răng. Lợi thì có lợi mà răng không còn. Nhóm thứ tư là Ngọ và Mùi, ngựa và dê. Nhóm thứ tư là lời nhắc nhở sự đoàn kết, cùng đồng đội nhắm đến mục tiêu mà thực hiện. Ngựa là sự hăng hái, quyết tâm hướng đến mục tiêu, nhưng một đi không quay đầu trở lại. Dê lại đại diện cho sự đoàn kết, chung tay góp sức của cả tập thể. Vì vậy mà ông bà ta nhắm mạnh đến sự kết hợp này,
để cho con cháu tránh phạm phải sai lầm, chỉ hướng đến mục tiêu cá nhân như con ngựa, mà bỏ mặc làm ngơ mọi người chung quanh. Dê là của sự đoàn kết của chúng ta. Đừng chỉ có nhắm cá nhân mà quên tập thể. Đừng hy sinh tập thể cho quyền lợi cá nhân của mình. Nhóm thứ năm, thân và dậu, con khỉ và con gà. Khỉ và gà là mối liên hệ với sự linh hoạt, hàm ý từ hành động trầu cây của con khỉ, và sự cố định, hàm ý từ hành động gáy hàng ngày của gà. Cứ đúng sáng là gáy, o o o o, cứ đúng sáng là gáy. Linh hoạt quá như khỉ sẽ thành ra nửa vời mông lung, không có chủ đích, chạy lung tung cả, chẳng có mục đích, chẳng có chủ đích. Mà cố định quá lại không thể thích nghi với môi trường đầy biến động, cứ lúc nào cũng o o o, 4 giờ sáng cũng gáy, giờ người ta đang ngủ thôi dừng lại đi, 5 giờ sáng gáy không được không? Không, 4 giờ sáng là o o o o. Giờ có những nơi hồi xưa tôi đến nhà thờ, cứ 4 giờ sáng là phải đi lễ, lễ xong rồi về nhà đi ngủ tiếp. Tôi bảo sao không 5 giờ cứ đi lễ rồi về đi làm luôn, mà quen rồi, cố định rồi. Chứ có những người mà cứ cứng ngắc như vậy là cái con gà, cái tính của những người mà bảo thủ. Nhưng mà có những người lại cứ quá mông lung, chúng ta chẳng có biết cái mục đích gì cả, cái gì cũng nhảy, cái gì cũng làm, cái gì cũng làm. Hai cái phải hài hòa lại với nhau. Sự hài hòa cân đối từ hai yếu tố này giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Và cặp cuối cùng, thứ sáu, là Tuất và Hợi, chó và lợn. Chó đại diện cho sự tận tâm tận lực, lòng trung thành. Ta nói chó nó còn trung thành hơn người. Chó nó còn trung thành với chủ, còn người phản chủ là chuyện bình thường. Còn con chó có khi nó chủ chết rồi, chó nó ra nó nằm phục ở ngay cái nấm mồ của chủ, có khi nó nằm rồi đến chết luôn. Không bao giờ bỏ, cho dù anh chủ có giàu mấy thì giàu nhé. Anh đến bắt con chó, anh cho nó ăn mà nó bỏ, nó thả, nó vẫn quay về với chủ nghèo, dù rằng là ăn củ khoai cũng vẫn về với chủ cũ chứ không bỏ chủ mà chạy theo chủ giàu. Còn con heo biểu trưng cho sự hiền hòa, chỉ có việc ăn xong rồi no béo rồi người ta bán lấy tiền thôi, ùn ào ùn ỉn. Một cá nhân với sự tận tâm làm việc lại không hiền hòa, dẫn đến bài xích mọi người chung quanh. Tận tâm tận lực mà không hiền hòa, mình cứ thấy đúng là làm, cứ thấy đúng là làm thôi, cứ húc. Mà không có hiền hòa thì đến sự bài xích chung quanh. Một người khác với sự ôn nhu vốn có nhưng lại không tận tụy, thành ra mất nguyên tắc. Hiền quá nói sao cũng vậy, thành ba phải. Này, hiền như cục bột, như chú heo ồn ào ồn ỉn. Vì vậy mà cần phải có nguyên tắc bên trong, nhưng bên ngoài thoải mái dễ chịu, nghiêm khắc với chính bản thân mình mà dễ dãi với người khác. Nhưng mà có nhiều người thì ngược lại, nghiêm khắc với người khác nhưng với mình thì lại dễ dãi, thoải mái. Mình muốn làm gì thì làm, mà người khác thì bắt họ cứng ngắc, không thay đổi nguyên tắc. Ngược lại với nguyên tắc bên trong, với mình khó khăn nhưng với người thì phải dễ dãi, chan hòa, đó là lòng thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, với 6 cặp ấy, tất cả đều diễn tả cách thức mà chúng ta thể hiện lòng thương xót. Phải có lòng thương xót trong mình và thể hiện lòng thương xót đó ra với người xung quanh. Muốn vậy thì phải đón nhận lòng thương xót từ Thiên Chúa, rồi cảm nhận lòng thương xót ấy và thể hiện lòng thương xót đó ra bằng vừa hiền hòa, vừa nhanh nhạy, vừa dùng lý trí, vừa không quên tình cảm, vừa cứng, vừa nhu, vừa mềm, vừa dễ dãi với người nhưng vẫn nghiêm khắc với mình. Tất cả đó là thể hiện của con người tràn đầy lòng thương xót. Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng kết thúc bằng một bài hát đón xuân. Vì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, 25 Tết rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta bước sang năm mới. Mình cùng đón xuân và cầu xin Chúa ban cho mỗi người năm mới được tràn đầy bình an, niềm vui, lòng thương xót Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Phanuel, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay đã là ngày 30 tháng 12 rồi. Còn có ngày mai, ngày 31 tháng 12 là khép lại một năm 2021 đầy những biến cố, mà biến cố ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn thể nhân loại, mọi khía cạnh của đời sống, đó là biến cố Corona. Có mấy cô đồng phức tạp quá, cũng nhất là Corona. Mấy người nói tôi như thế. Và giây phút này đây, anh chị em chúng ta nhìn lại một năm vừa qua, mình cảm tạ Thiên Chúa đã gìn giữ chúng ta được luôn tín thác vào Chúa trong những biến cố, đau thương, khó khăn, thử thách của cuộc sống, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, câu cuối, chương 2, câu 15, 16, 17. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của. Tất cả những thứ đó không xuất phát từ Chúa Cha, nhưng xuất phát từ thế gian. Mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Đấy. Trong những ngày cuối này, những ngày cuối năm này, còn 2 ngày nữa, mình nhìn lại coi. Thế gian đang qua đi cùng với những dục vọng của nó. Dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của. Bây giờ có nhiều người có cái thói cậy mình có của. Tôi làm điểm hẹn Chúa Nhật chờ 4 về nước Phần Lan. Thế đặc tính của người Phần Lan là họ không bao giờ khoe mình có của và không muốn đưa chuyện riêng của mình lên mạng xã hội. Họ sống được liệt vào nước hạnh phúc nhất thế giới, bình an hạnh phúc nhất thế giới. 4 năm liền đạt được tiêu chuẩn đó. Vì cuộc sống của họ là cuộc sống mà họ biết chấp nhận thực tế cuộc sống, biết chấp nhận hai mặt của cuộc sống và biết phấn đấu để vươn lên. Và khi đã vươn lên, đã thành công, thành đạt rồi thì họ sống bình an với những gì mình đang có, không có xoe xua, không có bon chen, không có khoe khoang, không có thói cậy mình có của. Trong nhà có gì cũng đưa lên. Cái nhà tắm, thậm chí xin lỗi, cái nhà vệ sinh, nó có dát vàng thì nó cũng là nhà vệ sinh thôi, có gì mà hãnh diện để mà khoe. Cái gương, cái giường, cái tủ gì cũng khoe hết đi. Như vậy thì không có hạnh phúc được đâu, không có bình an được đâu. Vì khi mà anh đưa hết lên người mà thích ít lắm, người mà vỗ tay hoan hô ít lắm, mà đa số là những người ghen ghét. Ui, đồ chảnh, chảnh chọe, vậy mà cũng khoe. Trong khi họ không có thì họ ghen, họ tức, họ ghét. Mà những người có, họ có đồng ý với anh em, cũng không đồng ý. Đúng không?
Vì họ chẳng muốn ai bằng chứ đừng muốn ai hơn. Anh hơn họ, họ đã ghét rồi. Mà ngay cả mình bằng người ta cũng không ưa nữa. Vì không ai muốn bằng, chỉ muốn hơn người thôi. Cho nên những người Phần Lan họ sống bình an là vì họ không có đưa chuyện đời tư của họ, đưa chuyện gia đình, bất cứ cái gì lên mạng xã hội để mà họ phơi cho mọi người thấy. Họ ăn cái gì, họ có cái xe hơi, họ có nhà gì, họ biết họ có và họ thưởng thức những cái họ đang có. Không phải khoe với ai cả, không phải hãnh diện với ai cả. Họ đón nhận những cái họ đang có trong sự bình an. Họ chấp nhận hai mặt của cuộc sống, cái thuận cái nghịch. Gặp khó khăn thử thách thì họ phấn đấu, và khi phấn đấu được rồi thì họ sống bình an với cái đó. Không có khoe cái thành công của mình và cũng không có chán nản với cái thất bại. Chấp nhận hai mặt, ánh sáng và bóng tối, thuận và nghịch của cuộc sống. Còn những người mà cậy mình có của, khoe lên, có cái gì mới cũng khoe lên, cả rá hồ sòn có bao nhiêu thứ mình khoe hết lên. Cái đó thứ nhất là nguy hiểm mạng sống của mình. Thưa cha, đáng lẽ con không có phạm tội đâu mà tại thế nó đẹp quá con phạm tội. Có không? Thưa cha, đáng lẽ con không có lòng động lòng lo đâu mà tại thấy ăn mặc khiêu gợi quá con lòng động lòng lo. Anh làm cớ cho người ta vấp phạm, cớ cho người ta nổi máu tham hay nổi máu ham muốn dục vọng sắc thịt lên. Anh khoe của thì kẻ trộm, kẻ cắp, kẻ cướp. Người giàu thì ít, kẻ đói, kẻ nghèo thì nhiều. Người thiện thì hiếm, mà kẻ ác thì đầy hết. Làm sao mà họ không tìm cách để họ cướp của, mà cướp của thì phải giết người. Vì liệu mạng sống của anh có bảo đảm hay không? Có một anh bạn trẻ linh mục nói tôi, anh Long, xe anh sao rồi? Bảo cái này tớ không có đi xe nữa, bảo anh đi xe gì? Đi xe ôm. Cần gì thì cái vẫy cái xe nó muốn chở đi đâu, chở xong rồi gọi tới nó trở về thoải mái. Mà mình có đi đâu đâu, cần gì thì đi chứ có chơi chơi đi bời lắm thì chán chết đi được. Ôi nhưng mà còn cậu sao? Chẳng giấu gì anh em bây giờ hơi mệt đấy. Mà có sao vậy? Em mới đổi xe mới. Rồi đổi mới xe mới thì vui chứ mệt gì. Không phải đi xe ca tăng như tớ thì khỏe chứ sao mệt. Mệt vì cứ phải giữ nó anh Long. Đi đâu chỉ sợ người ta quẹt xe mình thôi. Thấy khổ chưa? Đi xe rịch cào tàng như tôi xưa giờ đâu ai nói ngó ngàng gì đâu. Đây chỉ sợ người ta quẹt vào mình. Mà thấy nó quẹt cái là anh không biết không? Sửa là cả bạc triệu không chứ đâu có rẻ đâu. Cho nên là rồi gửi cũng không, kiếm chỗ gửi cũng khó. Rồi về mà giúp đỡ mà nó đụng vô cái là mình cũng khó chịu với nó. Khổ quá anh Long ơi. Thì quăng mẹ đi, khổ gì. Cái khổ ôm là làm gì cho nó mệt. Ôm lắm cho rậm bụng. Bốn cái xe, một cái xe đạp cuộc, một cái xe Honda đời cổ, một cái xe đời mới tay ga, và một cái xe hơi. Anh khổ chưa? Suốt ngày lo giữ bốn cái xe thì còn giờ đâu mà lo mà còn soạn bài, lo làm một vụ nữa. Em thấy người ta có thì mình cũng có vậy cho nó vui. Ta thấy khổ, người cười nó bảo đúng thật, tớ cũng thèm như cậu chứ mà không có. Nhưng mà không có, nó không khổ bằng khó. Có cũng khổ mà không có cũng khổ. Vậy thì sao cho khỏi khổ? Thì có mà như không có. Vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Thế thôi. Một năm trôi qua rồi đó, còn có mỗi ngày nữa là xong đó. Dù có vui có buồn, dù có núi có tiếc, dù có hận có thù thì mọi sự cũng đang qua đi. Dù có yêu có ghét, dù có ghen có tị, dù có đố kỵ thế nào thì mọi sự cũng đang qua đi. Dù anh có ăn sung mặc sướng, dù anh có ăn trên ngồi chốc rồi cũng qua đi. Mà dù anh có bị hàm oan, có bị đau khổ, có bị tủi nhục đi nữa thì cũng đang qua đi. Thanh thản đi. Chỉ có cái gì là còn lại? Chẳng nhẽ qua đi hết à? Không được. Phải có cái gì còn lại. Còn. Em còn ít bỏ trong két sắt. Còn. Em còn ít gửi trong ngân hàng. Còn. Em còn ít đi phân tán gửi mỗi người một chút. Để lỡ có chuyện gì mới còn.
gửi nó, lúc nó đòi không được thì sao? Tôi đâu, anh đâu gửi tôi bao giờ đâu, sao lấy lại? Ngân hàng nó bị phá sản sao? Két sắt tối trộm vô khênh, nó không mở được cái khênh luôn, két đi sao? Tôi có anh bạn bảo mất nguyên cả két sắt, đủ mọi thứ tiền trong đó. Làm sao vậy? Thì có cái bà áo khôn, cứ bà đưa cái quầy dừa vào, đi cái xe kéo đi quầy dừa vào. Thì thấy ông nhà bếp, thấy đem ông nhà sứ quầy dừa đẩy vào, thì quen quá rồi, biếu cha dừa, biếu dừa, 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 dừa. Ông cha đi tĩnh tâm rồi cũng vô biếu dừa. Bảo cha đi tĩnh tâm rồi biếu dừa, chi bảo thì để cha dành cho đi tĩnh tâm về cho uống cho đỡ mệt. Thì ngồi nói chuyện, ông này thấy bà quen rồi đâu để ý. Bà đẩy vô trong luôn cho cha đi. Mất công cái chút tôi sách mệt. Đẩy vô thấy két sắt, bỏ quầy dừa đem két sắt lên cái xe. Lấy mấy cái bao rác thì nó phủ lên. Ủa hưởng nhà ông bị bối quá, tôi quét dọn cho ông rác rưới quá. Thế quét dọn ông bếp thấy bà này tốt quá. Ủa, công nhận bà này vừa cho dừa còn quét dọn nhà nữa. Ông này cứ ngồi về đâu đấy qua đáp anh. Thế bà ấy chào bà đẩy nguyên cái xe. Trên đó có két sắt đi về. Ông này không biết mất két sắt. Lúc cho sứ về, tính đâm về với tiền lễ, tiền lại gì thế. Cái két sắt đi luôn rồi. Thì thưa anh chị em, mọi cái nó qua đi hết à? Lúc tôi ngồi, ngày xưa mình làm đông người rồi cũng qua đi. Bây giờ mình về đi mình ngồi ít người rồi cũng qua đi. Vậy thì cái gì còn lại? Gioan bảo rằng là còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Đức Giê-xu đến trần gian này nói rằng của ăn của ta không phải là làm theo ý ta mà làm theo ý đấng đã sai ta. Ta không làm gì tự ta, ta không nói gì tự ta, những gì ta làm ta nói là từ nơi cha mà ra. Và trong vườn cây dầu thì lạy cha xin cất chén này cho khỏi con, nhưng đừng theo ý con mà một theo ý cha. Mà ý của Chúa tỏ cho chúng ta không phải Chúa nói này quay phim đi, cha xong chưa bấm máy, này anh kia tắt đèn đi, này chị kia, Chúa không nói với mình rõ ràng như vậy. Mà một năm vừa qua anh chị mình nhìn lại thì coi ý Chúa muốn cái gì. Và những người mà theo ý Chúa thì được bình an, mấy người mà chống lại ý Chúa, muốn theo ý mình thì mất bình an. Khổ quá, năm vừa qua con thất bại quá, làm ăn thất bại quá, thất bại quá, thất bại quá. Ý mình chỉ muốn có tiền mà Chúa lại không ban cho mình thì mình đã buồn. Mình không muốn theo ý Chúa. Cha con vui lắm cha, năm vừa rồi mấy đứa con của con nó bị Covid hết nhưng mà Chúa cho được khỏe đến bây giờ. Khó khăn như thế mà Chúa vẫn cho con được sống tới bây giờ. Trong khi đó bao nhiêu người vẫn còn khó khăn, không có nhà ở mà con được cái nhà trọ cũng là may lắm rồi. Cô em viết cho tôi, nói thưa cha cầu nguyện cho con. Giờ con làm trong công ty con bị áp lực căng thẳng quá. Vì ông giám đốc ấy là anh chồng. Cho nên con làm trong đó người ta cứ nói là con ỷ vào có anh chồng là giám đốc cho nên thế này thế nọ thế kia. Con muốn ngồi nói chuyện với họ, họ xa tránh. Con muốn đến với họ mà họ không muốn cho con lại gần. Vì họ lúc nào cũng nhìn con như là gì đó, em chồng của giám đốc. Có anh chồng là giám đốc. Cho nên là con thấy mình cô đơn, con thấy mình chán nản, con thấy mình thất vọng, con thấy mình vân vân. Tôi nói, này, giờ Chúa cho chọn hai. Một là có việc làm mà bị như thế, hai là thất nghiệp ngồi há miệng ra chờ chết. Chọn đi. Biết bao nhiêu người bây giờ người ta không có công ăn việc làm, người ta thất nghiệp. Muốn có một việc làm, không được. Mình có việc làm rồi, có đòi phải được mọi người quý mến nữa. Tại sao không nghĩ rằng con tạ ơn Chúa vì bao nhiêu người thất nghiệp mà con có việc làm rồi? Thứ hai, người ta không quý mến mình vì người ta cho rằng, tại sao quý mến, nó bảo là tại vì con ỷ là em chồng, có anh chồng là giám đốc nên con chảnh. Thì đừng chảnh nữa, cho cái cách sống của mình chứ. Cách sống của mình như thế nào để cho người ta bảo rằng mình là sang chảnh, để cho mình, người ta bảo mình là ỷ quyền cậy thế. Hề lành đi, khiêm tốn đi, đến với người ta đi. Và đến với trong tư thế là đừng có đề phòng. Đến trong tư thế
là mình là một người bình thường đi. Cho cách sống của mình để cho người ta cho mình như thế, chứ đâu phải là do mình là em, có anh chồng là giám đốc mà người ta ghét mình. Không phải. Không phải. Mà cho dẫu mình có hết sức rồi đi nữa mà người ta vẫn ghét mình, thì phải chấp nhận quy luật. Quy luật là mình được cái này thì mất cái kia. Không thì nghỉ ở nhà. Ở nhà thì đói thì thất nghiệp vậy thôi. Phải chấp nhận một trong hai chứ. Quy luật của cuộc sống mà. Đâu có gì mà cho không biếu không. Cho nên suy nghĩ lại đi. Hai cái. Chúa ban cho mình có việc làm, tạ ơn Chúa đi. Còn không thì thất nghiệp, sao đấy. Mà nếu có việc làm thì cũng phải có cái giá phải trả là chấp nhận bị người ta nói thế này thế kia. Nhưng mà nếu mình không như thế này thế kia thì việc gì phải lo. Mình không chảnh, không kêu, không ngạo thì kệ người ta muốn nói gì ta nói. Còn nếu người ta nói mà đúng thì mình điều chỉnh lại đi, đừng chảnh, đừng kêu nữa. Đừng ý quyền, ý gọi là thói cậy mình có của nữa. Thói cậy mình có quyền thế nữa. Cái thói có của này bây giờ là mạnh lắm. Mấy anh em bảo cũng mệt lắm anh Long ơi. Đi xứ mệt lắm anh ơi, vậy còn đỡ chứ. Vì mình muốn làm cái gì không có tiền thì cũng khó. Mà kêu gọi ân nhân thì có những người họ giúp như mình, họ điều khiển mình. Họ xỏ mũi mình. Sinh nhật con nó mời nhẽ không đi. Dỗ bố vợ nó nhẽ không đi. Rồi Tết nhất này không đến thăm nó. Rồi là nó xin làm đám cưới chả nhẽ không cho. Vì nó có tiền. Mình cần gì, chẳng muốn gì. Hỗ trợ, tài trợ, ân nhân. Giờ khó ăn, khó nói đấy. Con có nói đấy. Có người nói cha muốn làm ốc đảo lòng thực xuất không? Con chỉ cần giới thiệu với cha 5 ân nhân là cha làm được rồi. Rồi tôi bảo muốn thì muốn, nhưng mà không phải bất cứ giá nào. 5 ân nhân đấy đến rồi tôi phải đội đầu tôi à. Tôi chỉ có đội Chúa lên đầu tôi, chứ không đội bất cứ ai. Bất cứ ai trên đời này, dù bề trên cũng vậy, tôi không có đội lên đầu. Chứ đừng nói mà có tiền có của mà bắt tôi đội lên đầu. Thà tôi không có, thà tôi cứ ngồi như thế này, còn hơn là tôi phải quỵ lụy, phải làm nô lệ cho họ, để đặt tên 5 người là gì đó, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đi, ông Kim bà Mộc cô Thủy, anh Thỏ đi, rồi đây là ốc đảo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, còn ra cái quái gì nữa. Rồi nếu muốn đặt tượng đâu tôi cũng phải đặt theo, nếu muốn xây kề nào tôi cũng phải xây theo. Xin lỗi, nhà tranh vách đất tôi ở sướng hơn. Bộ mặt thế gian này đang quay đi chứ có cái gì đâu mà gươm diệt. Cha cái ông dưới quận 7, cha con gia đình nó tội nghiệp lắm mà sao vậy. Nhà thờ mới dâng lễ bảo hai ông bà với mấy đứa con nói là 6 tháng 4 cái tủ đá, tủ đông gì đó. 6 tháng giữ nghiêm 100%, 24/24 vẫn không chết. Không chết đói. Đầy đủ hết. Cho nên là ở trong biệt phủ, biệt thự, mấy nghìn mét vuông, không sợ gì hết. Bây giờ làm sao? Chết hết rồi, còn có 2 con thôi. Đấy, nhà thờ mới làm lễ xong. Bộ mặt thế gian này đang qua đi. Mạng sống mình còn không giữ được thì huống hồ là của cải thế gian. Giữ làm cái gì? Mạng sống này còn không giữ được, huống chi là giữ cái ghế, cái chức, cái mũ, cái ghế, cái gậy, cái danh, cái vọng. Rồi cũng phải tới tuổi, phải hưu, rồi cũng phải từ chức, rồi cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Đúng không? Đúng không? Để nhắm mắt xuôi tay là như thế nào đây? Điều đó mới là điều quan trọng. Điều đó mới là điều quan trọng. Đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Mà không có lòng mến Chúa Cha thì chết đi về với ai? Yêu mến ai thì về với người ấy. Yêu mến thế gian thì chết về với thế gian. Và thế gian trong Gioan là bóng tối, là sự dữ, là Satan, là ma quỷ. Yêu mến nó thì về với nó. Sao? Một là vợ, hai là bồ nhí.
anh mặc áo vest kìa, anh ấy đừng có nhìn ai, nhìn bên cạnh gì, anh á, anh mặc áo vest trong cá táp kìa kìa, một là vợ, hai là bồ, một là cơm, hai là phở, chọn đi, yêu cơm thì về nhà mà ăn cơm nha, cơm vậy chứ mà chắc bụng nha, còn yêu phở thì ăn phở nhưng mà phải trả tiền nha. Có người nấu cho, có người, lau mặt cho, có người xề răng cho, nhưng mà phải trả tiền nhá. Rồi thì yêu phở thì đi với phở, mà yêu cơm thì về với cơm. Nào, chọn đi. Yêu thế gian thì về với thế gian. Mà chết thì về với thế gian. Thế gian ở đâu? Nơi giòi bọ rút rỉa, lửa không hề tắt. Nơi khóc lóc nghiến răng. Thế gian. Còn Thiên Chúa, ánh sáng. Về với Thiên Chúa. Nơi lòng thương xót của Chúa. Chúa nói là ai tin tưởng vào lòng thương xót của ta, ai khẩn cầu lòng thương xót của ta, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Mà cái người ngôn sứ là bà Anna này, mà chúng ta nghe trong bài tin mừng, 84 tuổi, sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá đến nay là 84 tuổi, không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Không thuộc về thế gian, thuộc về Thiên Chúa. Cũng vào ngày ấy, bà tiến lại gần cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Bà già 84 tuổi mà còn đi loan truyền tin mừng. Này, mấy bạn, bà ấy 84, còn bạn 48, có đi loan truyền tin mừng không? Thưa cha, con chờ đến lúc bằng tuổi bà ấy 84 con đi. Anh có chắc anh sống được đến 54 không, chứ đừng nói đến 84. Bà ấy 84 rồi. Có một chị bên Đức đêm qua, thưa cha, mẹ con 91 tuổi đang ở Việt Nam. Con xin cha hai điều. Bỏ điều gì? Thứ nhất là cha có máy mới cho tặng cho mẹ con cái này. Bà nghe quá vậy, cái máy cũ nó cà tàng quá rồi, nghe quá nó không còn nữa. Bà khao khát nghe. Và thứ hai gì nữa, cha có cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa lên linh hồn tôi, cho tặng cho bà cuốn. Bảo sao bà không nghe, bảo ta không biết mở mạng cho nên nghe lúc được lúc không. Vì cháu nó mở thì biết, không mở thì thôi, nhưng mà mắt còn sáng, còn đọc được. Nói cha tặng cho cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa lên linh hồn tôi của Thánh Faustina để tao đọc. 91 tuổi còn khao khát như vậy, 84 tuổi còn đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Người ngoại đạo mà thưa anh chị em còn nghĩ đến Giáng sinh, còn gửi về để cha giảng cho có mấy cái hoa, mấy cái gì đó cho bày lên cho nó vui mắt, cho người ta thích, người ta coi, người ta đỡ nhàm chán. Con Minh 18, 14, 16, 24, 34, 54, 64, 74, làm chưa? Làm đi! Không có chờ đến 84 nha. Lại giống như bà già đã 74, xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng? 74 còn muốn lấy chồng. Ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi mà răng không còn. Ngó thử coi cái lợi của bà còn không? Cái răng bà còn không? Lợi, cái lợi là cái lợi chứ không phải là lợi ích. Mà bà ấy thì hỏi xem một quẻ bói lấy chồng lợi không, là có lợi ích hay không? Lợi thì có lợi mà răng không còn. Đừng để đến ngày đó mà hãy đi hăm hở, háo hức, hân hoan, hỷ hoan. Mà đi loan truyền, nói cho những ai mong chờ ngày Thiên Chúa. Nói cho những ai mong chờ khao khát lòng thương xót Chúa. Nói cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Làm đi. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sống một năm 2021. 364 ngày được bình an giữa những khó khăn thử thách. Và chúng con thấy thế gian đang qua đi cùng với tất cả virus corona, thất vọng, thất bại, thất tình, thất nghiệp, vinh quang, danh vọng, chức tước, địa vị, mọi cái đang qua đi. Chỉ có lòng thương xót Chúa là còn mãi. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đang ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em mùa Giáng sinh vui tươi và bình an. Merry Christmas. Tiếp theo chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời. Chân Phước Vinh Sơn Villa David. Chân Phước Vinh Sơn Villa David sinh ngày 28 tháng 6 năm 1889 tại Valencia, nước Tây Ban Nha. Ngài là con út, trong gia đình có 8 người con. Song thân Vinh Sơn Villa David làm nghề gốm sứ và họ là các Kitô hữu rất mực sùng đạo. Họ giáo dục con cái mình trong môi trường Kitô giáo. Sau khi học với các cha dòng Piarist, Vincent Villa David ghi tên vào học trường kỹ thuật và đỗ bằng kỹ sư công nghiệp. Vincent Villa David kết hôn với một thiếu nữ tên là Isabel và cả hai cùng sống đời Kitô hữu đạo hạnh. Vinh Sơn quan tâm đến giáo xứ của mình và năng giúp các linh mục mỗi khi có thể. Ngài cũng đảm nhận việc quản lý công ty gốm của thân phụ Ngài. Các công nhân giúp việc cho Vinh Sơn không những coi Ngài như ông chủ mà còn như một người cha hay thương yêu con cái. Vinh Sơn Villa David luôn quan tâm đến việc đối xử công bằng cũng như nhân phẩm và nhân quyền của công nhân. Mùa hè năm 1936 tại Valencia, cuộc nội chiến lên đến đỉnh điểm. Cuộc bách hại các Kitô hữu và giáo hội của chế độ cai trị cũng rất ác liệt. Vincent Villa David đang dạy học tại một trường kinh doanh đồ gốm cũng bị nã súng vì là người công giáo. Vincent Villa David vẫn anh dũng tiếp tục khích lệ các Kitô hữu khác và giúp đỡ các linh mục những gì có thể. Ngày 14 tháng 2 năm 1937, Vincent Villa David bị mời ra trước tòa án và bị cấm thực hiện các hoạt động nhân danh giáo hội. Vincent trả lời rằng, được làm Kitô hữu chính là một ơn gọi rất cao cả và Ngài sẽ không từ bỏ ngay cả khi phải chết. Lập tức Vincent bị mang đi xử tử. Vincent được phép nhìn mặt người vợ thân yêu lần cuối cùng và Ngài đã khích lệ nàng
với những lời lẽ đầy đức tin. Vincent công khai tha thứ cho kẻ thù và những kẻ bách hại ngài. Rồi Vincent bị bắn chết vào chính ngày ngài bị bắt giam. Các công nhân nhà máy gốm như bị sỉ nhục. Họ đã đình công 3 ngày liền để phản đối việc xử tử Vincent Villa David. Họ nói với các quan chức xã hội chủ nghĩa, những người đã gắng sức ngăn chặn cuộc đình công của họ rằng: các ông đã cướp đi khỏi chúng tôi một người chủ và một người cha. Vì Vincent là người khôn ngoan, rộng lượng và luôn quan tâm đến điều kiện làm việc của chúng tôi, chúng tôi không chỉ kính trọng mà còn yêu thương ông ấy nữa. Vincent Villa David được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước ngày 1 tháng 10 năm 1995. Cái chết của Vincent Villa David do bàn tay hung bạo của kẻ thù được xem như một cuộc tử đạo đích thực vì đức tin. Thưa anh chị em và các bạn, qua tấm gương của chân phước Vincent Villa David, ta thấy đức tin của mình áp dụng được cho mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, lúc ở trường học cũng như khi làm việc. Chúng ta đều được mời gọi là hãy thực hành những giá trị mà Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng. Ngày hôm nay anh chị em thấy có những công nhân làm trong các công ty xí nghiệp bị các người chủ, nhất là chủ nước ngoài, áp bức bóc lột, có khi đối xử tàn bạo với họ. Ai là người dám đứng lên để bênh vực quyền lợi của những người công nhân, những người thấp cổ bé miệng đây? Có khi những người có chức có quyền thì lại về phe những người chủ vì họ có tiền đút lót hối lộ hoặc là ăn chia. Người có tiền thì đi với người có quyền, người có quyền thì cho người có tiền được mọi cái điều lợi thế. Còn quyền lợi của những người công nhân, của những người thấp cổ bé miệng, ai là người bênh vực họ đây? Những cái sự bất công, đối xử bất công này, bóc lột sức lao động này, đàn áp những người mà lên tiếng nói sự thật, bênh vực quyền lợi cho những người thấp cổ bé miệng, ai là người làm việc đó đây? Cho nên chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói mà còn phải bằng hành động nữa nếu cần, và nhất là bằng chính mạng sống của mình nữa, như Vincent Villa David dám công khai tha thứ cho kẻ thù và kẻ bách hại mình, và được chính người công nhân nói rằng, nói với người bách hại Vincent David rằng là: các ông đã cướp đi khỏi chúng tôi một người chủ và một người cha. Chúng ta có những người chủ, không phải là cha nhưng mà cha chú. Mày lên mặt dạy đỡ, lên mặt cha chú, những người chủ, chứ kiếm được những người chủ mà là những người cha nữa hiếm lắm. Vì Vincent là người khôn ngoan, rộng lượng và luôn quan tâm đến điều kiện làm việc của chúng tôi. Mình có những người phụ tá, những người giúp việc, mình chỉ bắt người ta làm tròn công việc, làm tròn bổn phận, mà chẳng bao giờ quan tâm đến điều kiện làm việc của họ. Bắt họ làm mà không tạo điều kiện làm sao họ làm. Bắt họ thực hiện công việc mà không có phương tiện để lấy đâu mà thực hiện. Nhưng mà họ không làm việc được, không thực hiện được thì chúng ta quả, chúng ta trách, chúng ta mắng, chúng ta phạt, mà chẳng quan tâm đến cái đời sống của người ta như thế nào. Anh ấy hôm nay làm việc trễ, đến trễ, mình chỉ biết trách móng mắng người ta là tại sao đến trễ, mà không biết rằng là anh đi đường ấy bị kẹt xe, anh đi đường ấy bị té xe, anh đi đường ấy bị đụng xe, hoặc là xe của anh cũ quá bị hư thì sao. Hôm nay anh làm việc toàn ngủ gật không, vì đêm của anh phải đưa con anh đi bệnh viện nó bị Covid thì sao.
cô ấy sao mà toàn là uể oải vậy? Vì cô ấy đang là lo lắng về chuyện chồng con. Mình không có quan tâm đến đời sống của người ta, mà mình chỉ thấy quan tâm đến công việc thôi. Tôi cũng hay bị cái bệnh chui đến công việc mà quên mất con người. Đôi khi chúng ta chú trọng đến thành quả của công việc, làm sao phải thành công, đạt được cái mục đích, mà quên mất con người thực hiện cái việc đó. Ta quên mất con người, và họ làm không được, không xong người ta trách, ta mắng, ta phạt, mà không quan tâm đến cái cuộc sống của người ta. Giống như những người giáo dân đến phục vụ trong giáo xứ, hay là tham gia các cộng đoàn, tham gia các hội đoàn cũng vậy. Có khi họ bê trễ, có khi họ không làm việc được, người ta trách, ta mắng họ, nhưng mà quên mất rằng là còn đời sống của họ nữa chứ. Họ còn phải có vợ con, có đời sống họ phải lo nữa chứ, đời sống gia đình nữa chứ. Họ đâu phải là người đi tu. Họ làm được đâu thì tốt đến đấy. Và có những người giáo dân rất là tốt, rất là tích cực, rất là hy sinh. Và cũng có những người mục tử cũng rất là quan tâm đến đời sống của người giáo dân. Và như vậy thì họ cũng sẽ phục vụ giáo xứ hết mình, và sẽ trung thành với giáo xứ không bỏ. Chúng tôi không những kính trọng mà còn yêu thương ông ấy nữa. Làm sao để cho người ta vừa kính trọng, không phải kính sợ, không phải sợ hãi, mà còn mến, yêu, thương và phục nữa. Phải do cái cách điều hành của mình, người lãnh đạo phải là người đứng mũi chịu sào, người lãnh đạo phải là người biết quan tâm đến người khác. Mình chỉ biết lo củng cố cái ghế của mình, cái mũ của mình thôi, cái địa vị của mình thôi, sợ bị lung lay, sợ bị ảnh hưởng. Còn người dưới kệ, sống chết mặc, nó chẳng quan tâm, chẳng hỏi han, chẳng gì cả, cứ để sống vậy, sống chết kệ nó, miễn làm sao cái ngai của mình, cái ghế của mình, cái mũ của mình được vững chắc là được rồi. Xin Chúa cho mỗi người dám sống lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là quan tâm đến người khác, nhất là những người dưới. Khi mình là người lãnh đạo, khi là mình người có chức có quyền, thì đừng quên rằng là những người khác đang là gạch lót đường cho chúng ta. Mình dẫm đến những hòn gạch đó, hòn gạch đó đã bị vỡ, bị nát, bị bể, ta có quan tâm, ta có nghĩ đến hay không? Đó là thực hành lòng thương xót đó, thưa anh chị em. Amen.